Pháp hội niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm. Đại đức Thích Giác Nhàn giảng những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Người niệm Phật được vãng sanh là phải đối trị được tập khí phiền não sân hận. Phần 2. Thời gian ngày 27 tháng 2 năm 2022 dương lịch, nhằm ngày 27 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, quý Phật tử, các cụ tại viện chiên tu. Kính bạch chư tôn đức tăng tại chùa Quán Thế Âm đang xem trực tiếp, cùng toàn thể quý Phật tử và những vị Phật tử đang xem online trực tiếp trên toàn thế giới. Hôm nay là ngày 27 tháng 2 năm 2022, nhằm ngày 27 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Sáng hôm nay tiếp tục Giác Nhàn chia sẻ cái đề tài giảng những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang về đối trị tập khí sân hận, phần 2 và A Di Đà Phật. Thưa quý vị, hôm nay cũng có một số quý Phật tử phát tâm cúng dường trai tăng, phóng sanh, in kinh, đúc tượng Phật. Tuy nhiên một số các vị vừa là lớn tuổi mà vừa là ở xa, cho nên cũng không có tắc bạch giữa đại chúng. Chúng tôi cũng đọc danh sách của các vị trai tăng. Gia đình cô Trần Thị Ngọc Anh, pháp danh Diệu Anh, cầu an cho Trần Thị Vận, pháp danh Diệu Vi, 79 tuổi, Nguyễn Thị Bình, pháp danh Diệu Thủy, 67 tuổi, và cùng cầu siêu Nguyễn Đức Tê, pháp danh Đức Tính, hưởng thọ 87 tuổi, Nguyễn Khắc Thặng, mất ngày 13 tháng 5 2001, và có gia đình Nguyễn Thị Ngọc Trinh, pháp danh Nguyên Tường, xin cầu an Nguyễn Ngọc Quang, pháp danh Nguyên Quý, 64 tuổi, gia đình cô Trịnh Thị Minh, pháp danh Trí Năng, xin cầu siêu Trịnh Bá Ngoan, hưởng thọ 70 tuổi, Bùi Thị Nho, pháp danh Diệu Nhỏ, hưởng thọ 98 tuổi, gia đình cô Đào Thị Ích, pháp danh Nhuận Lợi, cầu an Mã Thị Đồng, pháp danh Nhuận Chánh, 84 tuổi, cầu siêu Đào Văn Thường, hưởng thọ 70 tuổi, và có gia đình cô Hồ Thu, xin cầu siêu Phan Hồ Tôn, hưởng thọ 75 tuổi, Phạm Thị Ánh, mất ngày 2018. Ngưỡng nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng và chư Tăng chứng minh công đức và hồi hướng công đức này cho chư vị cầu an, thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, phước huệ song tu, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, khi mãn báo thân, đồng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nguyện Đức Phật A Di Đà phóng ánh ngọc hào quang tiếp độ chư vị hương linh vừa nêu danh trên, cũng như tất cả chư vị hương linh phản phất đâu đây của quyền thất tổ quý vị, thừa tư công đức cúng dường trai tăng, phóng sanh, in kinh, đúc tượng Phật, sớm vãng sanh về miền Tây Phương Cực Lạc, phổ nguyện âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh tình dữ vô tình đồng sanh Cực Lạc, đồng kiến Di Đà, đồng ngộ vô sanh, đồng thành Phật Đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, chắc là trong này cũng như là mọi người cũng có xem qua cái đĩa vừa rồi có giảng là người muốn vãng sanh thì phải niệm Phật, và cái cốt yếu là phải đối trị được cái tập khí. Và đây cũng là một cái loại nghiệp. Nghiệp là thói quen được lặp đi lặp lại nhiều lần, gọi là nghiệp. Thì nghiệp nó có ác nghiệp, thiện nghiệp, tịnh nghiệp, bất định nghiệp. Định nghiệp, bất định nghiệp, thiện nghiệp, ác nghiệp, tịnh nghiệp.
tất cả những cái nghiệp này đều do tự mình tạo ra hết. Vì vậy cho nên nếu mà không có chuyển được cái nghiệp xấu ác thành cái nghiệp thiện lành đó, thì đời sau sẽ tệ hơn đời này. Tệ là sao? Đời này làm người, đời sau làm súc sanh mất, hoặc đọa vào trong ngạ quỷ địa ngục. Vì vậy người niệm Phật muốn chuyển phàm thành thánh, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui và vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì Tổ sư Ấn Quang nói có ba cái điều phải lưu ý. Thứ nhất đó là tâm mình phải tương ưng với tâm Phật, miệng mình phải là miệng thực sự trong sạch niệm Phật, và nghiệp của mình phải là thiện nghiệp, tịnh nghiệp, thì người này mới được vãng sanh. Tâm khẩu nghiệp phải tương ưng với Phật. Chút xíu Thầy Nhân Minh sẽ đọc cái lá thư này, có ông đó, ông niệm Quan Âm, ông thoát nạn, và cái lời bình của Tổ Ấn Quang nói đến chỗ này. Mấu chốt là nằm chỗ này. Cho nên vừa rồi cái đĩa đối trị tập khí nó có tác dụng rất lớn, là có những người xem đến 5-7 lần luôn. Và hiện tại bây giờ mới có 2 tuần mà 19.000 người để lên trên YouTube. Và đây là một cái công trình vĩ đại nhất trong cuộc đời của Giác Nhàn. Nếu mà có được cái công trình xây cái chùa vài chục tỷ, vài trăm tỷ, hoặc giả là bổn đạo quý thầy đông thiệt là đông đi nữa, mà chỉ là ở trong đó mình không có biết tu tập, không biết niệm Phật vãng sanh, thì có số lượng mà chất lượng không có. Vì vậy cho nên cái việc mà trong thời đại hôm nay mà đạo tràng trên không trung á, tức là lưu truyền pháp bảo thiện thư qua internet á, thì đây là một điều trong lúc này hết sức là quan trọng và cần thiết cho những người họ đang bị hỗn loạn vì cái việc dịch bệnh. Cho nên hôm nay chúng tôi nói ba cái mục tiêu. Thứ nhất là nói đến cái người niệm Phật muốn chuyển phàm thành thánh, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì phải đối trị được tập khí. Trong văn sao có nói riêng về cái đoạn đối trị tập khí trong Tinh Hoa Lục, Gia Ngôn Lục. Vấn đề thứ hai nói đến cái việc dịch bệnh một chút, mình nên làm gì trong lúc này. Dễ dàng nhất vẫn là tụng kinh Phổ Môn, trong cái lá thư này có luôn. Trên vừa rồi chúng tôi in ra và có cô Diệu Định ở bên Indonesia về, cô phát tâm 10.000 cuốn Phổ Môn Di Đà. Phải nên tụng Phổ Môn. Hơn 3 tháng nay chúng tôi tụng Phổ Môn buổi sáng và cả đại chúng rất an bình. Chút nữa có cái câu chuyện này, gia đình họ tụng mà cả làng đó, cả cái nơi đó hết dịch bệnh. Vấn đề thứ 3 nói đến cái việc đó là cái phương pháp lễ Phật. Mỗi ngày, mỗi thời, mỗi lúc mình tu nó đều có cái cảnh giới nâng cao, thì mình phải phát minh ra những cái cách gì đó mà mình công phu nó thân khỏe, tâm an và công phu nâng cao cảnh giới. Thì bây giờ cái việc mà để truyền bá Phật Pháp trên mạng lưới Internet thì chúng tôi mơ ước cũng từ lâu. Từ 2007 bắt đầu chúng tôi làm những cái đĩa như bà già lắc đầu thì nó chưa có chuyên nghiệp, mà đến 3 năm sau qua bên Hồng Kông gặp Hòa Thượng Tịnh Không thì mình đã thấy Ngài đã 30 năm về trước đã là phổ biến băng đĩa và nghĩ đến cái chuyện này rồi. Nên từ đó bắt đầu chúng tôi cật lực đề xướng băng đĩa, và hầu như các thầy ở đây, các Phật tử biết đến chúng tôi và biết trên núi Voi, Tịnh Thất Quan Âm là qua băng đĩa hết. Vì cho nên cái công đức của quý thầy mà hôm nay quay băng đĩa rồi về dựng để mà lưu truyền lại cho mọi người đó, thì cái công đức của quý thầy rất là thù thắng. Hôm trước có một cái cô đó, cô gọi điện, cô nói là chồng của con làm một cái kênh trên YouTube á, đăng lên bán cung tên rồi bẫy sập rồi bắt chim bắt chuột rồi cần câu câu cá rồi đó, thì ông bán được thời gian
gần 10 năm cái là ông chết, mà chết rất đau khổ. Làm cái nghề tiếp tay cho người khác sát sanh, tuy rằng không trực tiếp nhưng mà mang cái phương tiện cho người khác giết, thì cái tội này cũng rất lớn, mà ông chết rất đau khổ. Lắng nghe kỹ nha, quan trọng cái nghề của mình lắm đó. Tuy rằng mình bán thịt thôi, mình không phải là trực tiếp giết, nhưng mà vì mình bán người ta mới giết, mang đưa cho mình để mình đi bán, cũng là một loại nghiệp sát sanh qua trung gian vui theo giết. Thì cổ xin chúng tôi là lấy cái kênh này đó, cổ đem hết những cái video của chúng tôi, cổ bỏ vô cái kênh này, bởi vì người ta vô nó đông lắm, vô để mua. Cái kênh này họ vô rất là đông, số lượng người đăng ký kênh đông lắm. Bây giờ chồng cổ chết rồi thì cổ nhân cái tiện mà người ta vô để mua những cái đồ mà săn bắn đó, súng đồ đủ kiểu hết trơn, thì cổ đăng video của chúng tôi lên. Cô xin phép thì chúng tôi đồng ý, và chúng tôi hỏi vì sao quý thầy bây giờ trên mạng giảng khắp thế giới nhiều lắm mà sao mà cô không có đăng mấy thầy mà lại đăng video của Giác Nhàn. Thì cô mới nói rằng là con cũng nghe hết các thầy, nhưng mà các thầy mà để giảng sâu về tịnh độ, nhất là con thích cái bộ văn sao của Ấn Tổ. Và khi thầy giảng một đoạn thầy Minh đọc, cho nên thành ra con thấy có cái lời của Tổ dẫn chứng, con yên tâm. Và một số các thầy thì con không dám nói lỗi, nhưng mà để nói về pháp môn tịnh độ thì ít quá. Phải chăng là quý thầy không có tin niệm Phật và không có niệm Phật cho nên không nói pháp môn niệm Phật? Phải là người thực thụ chịu niệm Phật, niệm Quan Âm, trì thần chú, đại bi, nguyện vãng sanh thì người này họ mới có cái chất đó, rồi họ mới nói ra được cái pháp đó. Mà một số các thầy thì lấy những cái chuyện ca sĩ này ca sĩ nọ, hoặc lấy những cái chuyện của người đúng sai rồi bàn, thì những người họ vô họ nghe phải trái đúng sai, nói chuyện thị phi, rồi họ thích lắm, họ vô đông lắm. Tuy rằng cái kênh thầy thì cũng không có nhiều bằng các vị đó, nhưng mà con nghĩ rằng những người xem là chắc chắn họ phải ăn chay. Vì thầy nói về cái chuyện ăn chay phóng sanh để làm trợ hạnh, để lúc lâm chung họ biết niệm Phật, rồi nói về văn sao, về trợ niệm của Ấn Tổ, nói về phương pháp niệm Phật, niệm Quan Âm, trì đại bi, coi như là nó phổ thông, nhưng mà ai mà chịu hành trì là có hữu ích. Con hành trì con thấy có hữu ích, cho nên con quyết định lấy những video của thầy, con tải về con đăng lên để con kiếm một chút phước hồi hướng cho ông chồng con. Ông chết vì cái chuyện mà bệnh nan y bác sĩ chữa không được. Vì vậy cho nên hiện tại ở đây cũng như những người xem trực tiếp, mình nên nghe những vị nói về những pháp môn mà mình đang tu. Mình tu thiền thì mình nghe những vị nói về thiền. Tu mật tông, nghe các vị nói về mật tông. Mình tu về pháp hoa, nghe các vị nói về pháp hoa. Mình tu về tịnh độ thì phải đi vào những vị nói về tịnh độ để mình chuyên sâu vào đó. Nó không có lạc con đường đi của mình. Vì vậy cho nên những người họ xem mà đến hôm nay 19.000 người 2 tuần, thì chúng tôi nghĩ cái lợi ích của gia đình họ không phải là một lần xem là một người, giống như tuần trước chùa mình là mấy chục người, cả trăm người xem nó cũng là một lượt. Có khi một gia đình 5-7 người nó cũng là một lượt. Thì 19.000 lượt đó thì chắc cũng phải là hơn 20, gần 30.000 người trong 2 tuần lễ. Thì chúng tôi có một cái mơ ước gửi gắm cho những người đang xem trực tiếp. Nếu mà giống như là ngồi trong này đó, tức là mình tạo cho mình một cái phòng. Một cái phòng đó là phòng nghe pháp, hoặc trên phòng thờ, hoặc là phòng khách gì cho nó trang nghiêm. Mình ngồi trên ghế thì để đỡ đau chân. Có một cái màn hình lớn, hoặc cái laptop, hoặc cái điện thoại gì cũng được, mặc áo tràng vô. Thì nó sẽ cung kính pháp, thì cái công đức nó sẽ thù thắng hơn là mình vừa nghe mà vừa mặc quần đùi, hoặc vừa đi làm. Thì dĩ nhiên là trong cái lúc mình nghe lại, có những lúc mình nghe lại, hoặc giả những lúc mình bận quá thì có thể không nói. Nhưng mà nếu mà sắp xếp được thời gian, giống như chúng tôi thông báo mà sáng hôm nay á, chúng tôi đắp y trang nghiêm, rồi quý thầy ngồi dưới này trang nghiêm, quý Phật tử ngồi trang nghiêm, thì cái một phần cung kính là được một phần công đức, 10 phần cung kính là được 10 phần công đức. Lẽ dĩ nhiên chúng tôi biết rằng một số các vị Phật tử trân trọng pháp bảo, văn sao, Ấn Tổ và lời chúng tôi, thì họ giờ họ ngồi rất trang nghiêm,
ngồi trong một cái phòng mặc áo tràng, có như là giống như đang ngồi ở trong pháp hội này, thì công đức người này rất thù thắng. Còn một số người thì cái việc mà kêu ở nhà chắc không sao. Thì có những lúc không sao được, là như buổi tối mình có thể là phương tiện tùy duyên một chút. Nhưng mà những cái lúc pháp hội như vậy nè, những cái lúc mà chúng tôi truyền trực tiếp như vậy đó, thì quý vị nên trang nghiêm cung kính. Có hai cô Phật tử bên Úc, thì khi mà trực tiếp là cô quỳ cô xem, cô chắp tay mặc áo tràng, cô quỳ dưới đất cô xem, khi mỗi chân cô ngồi thấp xuống, rồi khi mà cô hết mỗi chân cô quỳ đứng lên, cô quỳ chắp tay, hai chị em quỳ, cái màn hình để ngang vậy, quỳ nhìn lên để xem. Công đức người này thù thắng. Mình ngồi là mình thấy là đã mỏi luôn, quỳ luôn. Cung kính pháp bảo mà Ấn Tổ nói là khi mà mình đọc vào kinh của Phật, mình thấy Phật đang hiện diện trước mặt truyền pháp âm, thì công đức người này khác hẳn với lại là mình đọc mà không có sự cung kính, khác lắm. Đang nghe pháp giống như là Ấn Tổ đang ban truyền pháp âm. Khi chúng tôi đọc văn sao là Ấn Tổ đang truyền pháp âm. Nếu mà được cung kính như vậy thì công đức một thời nghe pháp vô lượng vô biên. Đó là chúng tôi nhắc nhở và có cái thiện ý này với những người khắp nơi trên thế giới. Hiện tại bây giờ là cô Loan Nguyễn ở Kentucky á. Bây giờ bên này thì bây giờ 8 giờ mấy thì cổ cũng 9 giờ kém, thì bên đó cũng 9 giờ kém, 10 giờ kém. Cô xem lúc nào cũng hết. Và hầu như những người bên trên toàn thế giới họ đang xem, thì chúng tôi mong rằng mình có một cái nơi đó cho trang nghiêm thanh tịnh thì tốt hơn. Giờ chúng tôi sẽ nói đến cái tập khí sân hận. Thì tập khí sân hận tưởng chừng như là lúc ẩn lúc hiện, mình tưởng chừng như mất, nó không còn, đúng không? Và mình thấy nó là chuyện rất bình thường. Thực sự nó chế ngự trong thân tâm của mình rất mạnh. Nếu thực sự nó là hết, người ta chọc mình, người ta đánh mình, người ta chửi mình, thì tâm mình như hư không, như tờ giấy trắng, không có vẩn đục, nó không có khởi một niệm lên được, thì người này mới là hết sân hận. Đến nỗi người ta giết mình vẫn lòng đem lòng từ thương kính họ, và đồng lòng hoan hỷ chấp nhận trả cái nghiệp. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì chúng ta còn sân hận không? Và chúng ta làm được điều này không? Trừ những bậc đã chứng A-la-hán thánh quả. Mà chứng A-la-hán thánh quả của chư Phật như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Bồ-Tát mà hiện thân làm một vị tỳ kheo rồi tu hành thành Phật, thì Tổ sư Ấn Quang nói là Bồ-Tát nhất sanh bổ xứ hiện thân thành A-la-hán khác hẳn với cái vị A-la-hán mà bắt đầu đoạn trừ được kiến hoặc tư hoặc. Chỗ này sâu lắm. A-la-hán đoạn trừ kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc là tham sân si mạn nghi, tức là họ đoạn trừ được cái tư hoặc này. Kiến hoặc là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Mà khi họ đoạn trừ được kiến hoặc và tư hoặc á, thì họ mới chứng quả A-la-hán, nhưng mà chưa bước lên hàng Bồ-Tát. Khác hẳn với các vị Bồ-Tát nhất sanh bổ xứ mà hiện thân thành A-la-hán. Chứ không phải A-la-hán nào cũng giống nhau đâu. Mình thì chưa vào sơ quả luôn, chưa đoạn được kiến hoặc, đừng nói là tư hoặc. Cho nên thành ra cái tư hoặc là tham sân si mạn nghi, nó chế ngự hoàn toàn trong thân tâm của mình luôn. Mà khi bắt đầu nó có một cái phương tiện, nó có một cái duyên mà nó tác động vô, người ta chửi mình, người ta nói xấu mình, hoặc giả là người ta nhục mạ mình, thì bắt đầu nó xuất hiện. Mà khi nó xuất hiện lên rồi đó, thì thân mình bắt đầu nhiễm độc. Thân nhiễm độc tố liền. Bởi vì trong tư tưởng mình nó tiết ra một cái năng lượng, một cái khí phần tưởng là nó khó chịu, thì nước mắt cũng là độc, nước miếng cũng độc, sữa của người mẹ. Khi có con mà cho con bú mà nổi bực lên đó, tức tối lên thì cho nó bú vào thì nó sẽ chết ngay tức khắc. Thì Ấn Tổ nói là sữa độc giết con trẻ vô số kể. Vì tâm bực bội, nóng giận, tức tối khởi lên, cho nên sữa thành chất độc, máu thành chất độc, nước mắt thành chất độc, nước miếng thành chất độc, và toàn thân là độc tố. Và thường xuyên như vậy, thì nó sẽ sanh ra những căn bệnh nan y, bác sĩ chữa không được.
ung thư, bú, vân vân. Chính xác, cực kỳ chính xác. Khoa học chứng minh chính xác, cực kỳ chính xác. Nhiều người thấy là mình bệnh mà không biết lý do gì bệnh, đúng không? Thì đây từ độc tố này sanh ra. Mà muốn hóa giải được cái độc tố này thì người này phải niệm Phật, niệm Quan Âm. Đây là phương pháp độc nhất vô nhị, không còn cách nào khác đâu. Mà nếu mà mình dùng tâm từ bi để hóa giải hận thù mà bản thân mình chưa khởi lên được lòng từ, và lòng sân, tâm sân chế ngự hoàn toàn, mà khi một niệm sân nổi dậy thì cả rừng công đức tiêu hết, và trăm ngàn cửa chướng ngại mở ra. Biết nó là độc hại nhưng mà khống chế nó không được, bởi vì lòng từ không đủ sức để khuất phục nó, và cái công phu niệm Phật không đủ sức để mà chế ngự nó, cho nên quán lòng từ mà quán không nổi thì buộc phải niệm Phật cho có sức định, và cái công đức niệm Phật, niệm Quan Âm nó chuyển hóa đi cái túc nghiệp sân hận này, thì người này mới khởi được cái lòng từ để mà nhìn thấu cái sân hận để buông xuống. Chỗ này là cái chỗ mà Tổ sư Ấn Quang nhắm đến. Nhiều người người ta nói sân hận dễ trị lắm. Nhiều trên mạng mỗi thầy nói mỗi cách, uống nước rồi thương người, nói đủ kiểu, nhưng mà đều làm được. Quý thầy đó làm được nhưng mà người khác làm không được. Vì sao vậy? Bởi vì cái căn cơ quý thầy đó quá sâu dày, cho nên nhìn thấu buông xuống. Nhưng mà những cái sân nhỏ nhỏ thì nhìn thấu buông xuống được, chứ mà sân mà nặng á, đúng đồ của nó thì chịu nổi. Chịu nổi. Cho nên cái cách hóa giải hay nhất vẫn là trì thần chú đại bi. 25 biến, 50 biến, 75 biến, 108. Cái lúc mà mình trì thần chú đại bi, cái công đức thần lực của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn âm thầm nó đột phá đi cái tham ái, sân nhận và si mê, ngã mạn. Rất hay, rất hay. Mình đang bị bệnh, đúng không? Mình cần phải có thuốc. Bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, đó là khởi hoạch. Rồi tạo nghiệp sát chậm giam dối. Đang bị bệnh mà không dùng thuốc thì không thể được. Còn các hàng Bồ Tát tái lai thì các ngài thấy tham sân si rồi khởi hoặc tạo nghiệp, nó là giả, nhìn nó phiền não tức bồ đề, thì các vị đó là thuộc Bồ Tát tái lai. Còn phàm phu thì nhìn phiền não tức phiền não, không thể thành bồ đề được, đúng không? Đang sân hận mà mình lại mình khuyên họ, họ đánh mình nữa, chứ đừng có nói chuyện là mình hết sân hận để trở thành bồ đề. Chứ giờ mình biết cái nguồn cội của nó và biết cái tàn hại của nó để làm mình đọa lạc. Mà hôm trước chúng tôi nói, nếu mà sân hận nặng gọi là thượng phẩm thì đọa vào địa ngục. Mà khi vào địa ngục thì những cái hành hình ở trong đó, mà địa ngục đó là cũng từ tâm thức mình nó biến hiện thôi. Mà khi nó hành hình mình thì mình đau khổ, mình càng bực tức lên thì cái địa ngục đó nó cái kéo dài không có thời hạn, gọi là A Tỳ. A là không, tì là không có thời gian để ra. Còn nếu mà là trung phẩm á, thì người này làm loại súc sanh, mà loại chúc sanh, súc sanh mà loại loại ác thú, độc thú, nhím mà, bộ cạp nè, rắn nè, rít nè, phê xương nè, cái con phê xương á, trầm độc phê xương á, cái lông của nó mà rớt xuống cái hồ nước là cả một hồ cá đã chết. Biết cái lông nó độc cỡ nào, cái lông nó độc từ đâu, từ cái tâm nó độc, cho nó phải biến hiện toàn thân nó độc như vậy. Thường chúng tôi thấy những người mà họ niệm Phật không được vãng sanh là cái tập khí sân hận, bực tức, với lại là chấp nhất là tham ái, nó cột chặt nơi trong tâm, cho nên miệng có niệm Phật mà tâm không tương ưng với Phật, vì tâm này đang khởi ác niệm, đang khởi ác niệm. Thì miệng có niệm Phật đó mà tâm cách ngăn cùng Phật, vì tâm này đang còn sân hận, bực bội, tức tối. Để ý con người mình nó có hai cái trạng thái tâm lý, nhìn kỹ nè. Một là ghét người đó, thí dụ hai đứa con. Một đứa con mà mình không thích rồi, nó nói ra cái lời gì là mình không thể chấp nhận nghe được, không thích. Hoặc người bạn, hoặc chồng cũng vậy. Là một tâm trạng không thích không bằng lòng, đó là sân. Một tâm trạng đứa con đó mình thương nó, mình thích nó, cho nên hình ra mình nó nói cái gì mình cũng nghe, nói bậy cũng nghe luôn. Rồi mình thương nó, mình quyến luyến, thì tâm này là tâm tham ái. Hai cái tâm này nó làm chủ bản tâm chúng ta. Hai cái tâm này nó làm chủ toàn bộ cái bản tâm chúng ta bị nó hại.
Còn tâm của cái người mà họ không thương không ghét á, này gọi là tâm bình đẳng. Tâm này, cái tâm này đem cái tâm này niệm Phật, nó khác hẳn với cái tâm là thương và ghét mà niệm Phật. Lẽ dĩ nhiên nếu chịu công phu một thời gian đắc lực thì tâm ghét và tâm thương này nó sẽ biến mất. Mà nếu không nhìn nhận nó được thì không bao giờ nó biến mất. Nếu mà giặt vô trong nhà mình mà mình không biết nó là giặt thì mình có đuổi nó ra không? Mà đến khi nó có cơ hội và cái sức hùng mạnh của nó sẽ tàn sát toàn bộ nhà cửa và nó giết hãm hại mình và nó lấy củ, đúng không? Bởi vì nuôi giặc trong nhà mà. Mà cái giặc mà nó tới họ giết mình đó chỉ là giết cái thân này thôi, nó cướp của một đời này thôi. Còn cái giặc mà sân hận mà tham lam đó thì nó giết mình đời này và đọa xuống cảnh xấu ác nữa, chứ không phải đời này một cái thân này không đâu. Như vậy hôm nay mình thấy sân là một loại giặc, là một độc tố trừ khử. Khi nó khởi lên là dùng câu Phật hiệu, niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, giống như là một người chống lại vạn người, không cho nó một chút nào, không cho nó ở trong tâm mình một khắc giây nào. Muốn như vậy thì hàng ngày phải hung tu hàm dưỡng, giữ cái danh hiệu cho có ưu thế, chiếm ưu thế trong tâm và có lực. Thì lúc đó vừa khởi lên thì mình đề khởi một cái là mất liền. Mà nếu mà thường giữ danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát Quan Âm thì không có chỗ để nó khởi. Hoặc giả người ta tác động vô thì mình bực lên cái là nó tan liền. Tan giống như là sương mốc mà qua đêm nó động trên cành mai, cành cọng cỏ, ánh nắng mặt trời lên cái là nó tan, không ở lâu được. Hiểu không? Nếu không ai nói chuyện này mình nghĩ bình thường, ôi bực tức chuyện bình thường, ghét đứa con này thương đứa con là bình thường thì bình thường. Nhưng mà đến lúc mà nó thành khối rồi đó thì mình mới thấy nó. Cái đứa mà mình ghét nó cảm nhận, nó biết rồi, nó xa lánh mình, không dạy dỗ được nó. Rồi một thời gian nó cô vô cùng đường rồi, cái nó uống thuốc, nó chết, nó treo cổ, nó chết. Còn cái đứa mà thương quá rồi thì sao? Nó thấy mình thương rồi, nó biết rồi thì nó đòi đủ kiểu, ăn chơi rồi cũng hư luôn. Con hư tại mẹ, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Không dạy được, do cái tâm này là cái tâm thương ghét. Cái tâm này không thể dạy con cái được. Phải lấy lời của Thánh Hiền, nghiêm túc tự bản thân mình sửa và có cái tâm chân thật, đánh mà thương thì nó cảm được cái tâm này mới dạy được con cái. Mà con cái là chỗ, là nơi, là một cái điều mà nó làm cho mình khổ suốt cả cuộc đời. Thí dụ vợ chồng không thích nhau ly dị, đúng không? Xong rồi mình theo chồng, theo con, cái cha mẹ mình ở riêng cũng không sao, đúng không? Mà con thì ly dị được nó không? Nó báo cho mình suốt cả cuộc đời luôn. Tuy rằng nó có chồng con, nó vẫn về nó báo mình đó. Bởi vì mình không biết dạy nó, không lọc học lời Thánh Hiền mình dạy nó, thì mình khổ gì nó. Đó. Thì cái việc mà để nhận diện được cái sân hận thì nhận diện làm sao cho khéo. Phải luôn 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 trong tâm niệm nghĩ rằng là khi bực tức, sân hận, khó chịu, ghét dơ, ganh tị, những cái tâm mà tức tối đó nó là một cái nhân để làm cho mình đọa địa ngục. Nó là một cái nhân để mình làm loài trùng độc, là cái nhân để sanh vào cõi Atula hai mặt trời. Nghĩ chiêm nghiệm như vậy, suy nghĩ như vậy thì nó sợ, hoảng. Không dám khởi niệm nữa. Đó là một cái nhận diện đó, nhưng mà nó không hết đâu. Phải thực sự niệm Phật, niệm Quan Âm. Bởi vì trong văn sao Ấn Tổ hay nhắc đi nhắc lại về cái việc là nếu ai nhiều tham dục, sân hận, si mê, thành tâm niệm Bồ Tát Quan Âm thì nhanh hết, tiêu tan đi. Thấy không? Nhưng mà ít ai nói đến chuyện này. Vì thấy danh hiệu Bồ Tát Quan Âm nó quá đơn giản đi, cho nên thành ra mình cứ suy nghĩ cái kiểu của mình, lo mần ăn, lo chuyện này, lo chuyện nọ, khổ nó dồn cực rồi, không niệm nổi nữa. Hằng ngày có huân tập đâu. Trong cái lá thư này Ấn Tổ nói, nếu mà cái ông này mà hằng ngày ông không có chịu niệm thì cái lúc mà đụng chuyện không thể nào ông niệm được. Trong này có cái câu chuyện này, Ấn Tổ nói nếu mà thực sự hằng ngày không chịu niệm thì cái lúc đụng chuyện là không thể nào niệm được. Bây giờ hàng ngày mình niệm những cái chuyện mà gọi là phiền não á, niệm những cái chuyện mà bất an, những cái chuyện mà nó không đáng đi đâu mình cũng chắc chứa vô trong đầu mình, thì lúc mà đụng chuyện, gặp
phiền não thì làm sao mình quay lại mình nhớ mình niệm. Dẫu cho nhớ niệm, niệm không có một chút gì hứng thú, niệm không có chút gì cảm hứng và không có chút gì tin tưởng, thì có chuyển được nó không? Không. Cho nên khi mình khởi lên niệm Phật, niệm Bồ Tát Quan Âm thì tâm mình phải là tương ưng với tâm Phật. Thì khi mà tâm tương ưng với tâm Phật, tức là tâm người này là tâm thiện lành, tâm người này là tâm từ bi, tâm người này là tâm chánh giác, tâm người này là tâm thương người, giúp người, tâm người này là thương vật, cứu vật, tâm người này có lòng từ bi, thương yêu, bác ái, thì những cái tâm trạng này là tương ưng với tâm Phật. Mà khi họ đề khởi một danh hiệu Phật, một danh hiệu Bồ Tát Quan Âm á, thì một niệm tương ưng niệm niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật, và tâm với miệng tương ưng nhau. Cho nên mình niệm Phật hoài mình không có thấy cái sự cảm ứng gia trì và chuyển hóa được phiền não là miệng mình niệm mà tâm mình chưa tương ưng được. Chưa tương ưng được. Phải là thật khó không? Khó. Nhưng mà biết cách thì dễ thôi. Biết cách làm sao? Là mình biết cái tâm nào không tương ưng, là cái tâm sân hận, cái tâm tham ái, cái tâm si mê, cái tâm ganh ghét, cái tâm ngã mạn, cái tâm kiêu mạn, những cái tâm mà phiền não đó là nó không tương ưng, thì mình không có khởi lên, mình không có nuôi nó trong đó. Và nghiệp của mình là thân nghiệp, là mình sẽ không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu nghiệp không nói láo, khoe khoang, đâm thọc, rửa chửi. Ý không tham sân si. Thì người ba nghiệp thanh tịnh niệm Phật khác hẳn với người ba nghiệp không thanh tịnh. Người ba nghiệp không thanh tịnh là miệng ăn thịt chúng sanh, thân thì họ lại giết chúng sanh, họ vui theo giết. Thì thân người này không thanh tịnh, thân của họ luôn luôn khởi ái dục lên, không chế ngự được cái lòng ái dục. Tuần sau bắt đầu chúng tôi sẽ nói đến cái tham ái, đợt này nói đến cái sân hận. Và miệng của họ luôn luôn nói những điều dối trá, họ nói những, mở miệng ra là nói sai trái để có cái lợi cho mình thôi. Mà người thực sự miệng họ thanh tịnh, dầu cho họ tan xương mất mạng, dầu cho họ có thiệt hại đi nữa, họ không bao giờ dám nói láo. Bởi vì nói láo, nói sai sự thật là mất hết cái đức tính của một con người. Mà đức tính của con người mất thì đồng với gì? Đồng với cầm thú. Cho nên thành ra đời sau họ làm cầm thú, có miệng họ nói không được nữa, hết phước để nói rồi. Hiểu không? Ai nói cái này cho mình nghe vậy? Trong văn sao nói, Tổ sư Ứng Quang nói, con súc vật này tuy rằng nó có Phật tánh, nhưng mà có mồm mà nó nói không được, nó có miệng mà nó không kêu được. Khi người ta giết nó, không nói được tiếng người để người ta thả nó, là do cái đời trước nó làm người, nó nói sai sự thật quá đi, nó nói bậy quá đi, cho nên bây giờ nó phải bị cái quả báo là có miệng nó không được. Hiểu chỗ nào? Có ai nói cho mình nghe chỗ này không? Nghe rồi lãnh hội được không? Hay là cái tập khí mở miệng là nói láo? Mà thường cái người nói láo đó, cái tâm ích kỷ, tự tư, tự lợi, họ sợ mất cái lợi của họ đi, cho nên họ phải nói láo để làm gì? Họ có cái lợi, lợi chút xíu đáng gì đâu, mà mất nó còn gấp trăm ngàn lần cái lợi đó. Mất đó là mất đi cái đức tính chân thật. Mà chân thật đã mất rồi thì người này không thể nào làm nên sự nghiệp. Dẫu cho có đi cái phước thừa đời trước, hưởng không hết một đời là đi ăn mày rồi. Cái người nói láo là phước, phước mất nhanh nhất. Hay trước giờ có ai nói cho mình nghe điều này không? Dẫu cho nói đi nữa, hôm nay mình ấn tượng được như là cái buổi hôm nay không? Nếu mình ấn tượng được thì cái căn lành mình sâu lắm, thiện căn mình sâu lắm. Còn mình nghe mà tay này lọt tay kia, coi như phất lờ, không quan trọng. Nói láo mà trước giờ có sao đâu. Căn lành người này kém lắm, đọa lạc có Phật. Rồi sẽ làm súc sanh có mồm nói không được cho coi. Mà thường người họ niệm Phật, họ niệm Quan Âm, cái đức tính chân thật ở trong danh hiệu Phật, danh hiệu Quan Âm được truyền tải vào trong tâm họ. Họ muốn nói láo nó không được, giết họ nói cũng được, thà chết chứ không thể nào nói láo. Thì miệng này thanh tịnh, mà miệng này thanh tịnh niệm câu Phật hiệu là cảm ngay, đúng không? Mà muốn miệng này thanh tịnh thì cũng từ đây cái ý đó là không tham sân si. Người không có tham thì thực sự họ cũng không có nhu cầu gì về bản thân họ nhiều, thì họ vẫn sống chân thật, vô tư, họ sống rất an vui. Đó, những cái không chân thật này nó làm cho mình mất đi cái đức tính của nhân thừa, của một con người. Con người làm không được thì hỏi làm hiền, làm thánh, làm Phật sao đây? Cho nên Ấn Tổ mới lưu truyền lại những sách mà nói về giáo dục
nhân tính của con người trước phải đi vào cái cửa này được, nhân thừa phải đi vào cái cửa này được. Mà đi vào cái cửa này rồi bắt đầu mình sanh lên cõi trời, mình tu hành để thành Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật thì mất thời gian ba đại A Tăng Kỳ lâu lắm. Chỉ còn làm được một con người, đó là hiếu đễ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, và giữ được năm giới để không mất thân người đời sau, đủ cái phước đức và niệm Phật vãng sanh, thì con đường này là con đường tắt. Con đường sinh lộ này thì đi nó an toàn hơn, nhanh rút thời gian ba đại A Tăng Kỳ. Thì bây giờ cái phương pháp để cho tâm khẩu và nghiệp của mình tương ưng thì mình phải làm sao? Toán Quang khai thị: chúng ta lúc niệm Phật hay niệm Quan Âm cũng thế, cần phải xem như đang trong tình cảnh sắp bị xử tử. Cái người sắp bị xử tử, chuẩn bị chém đầu hoặc ra pháp trường để giết, thì thời gian họ còn suy nghĩ gì nữa không? Không còn suy nghĩ gì nữa hết, nghĩ đến cái chết thôi. Muốn thoát khỏi nghĩ cái chết này thì họ phải một cái niệm khác là họ niệm Phật. Muốn niệm giống như lúc mà mình bị xử tử thì người này thực sự phải có thiện căn phước đức nhân duyên. Bên cư sĩ Lâm Tăng Gia Ba, cái lúc mà Hòa Thượng Tịnh Không qua bên đó giảng, thì Hòa Thượng có kể một cái câu chuyện. Có cái ông trưởng hội trong cư sĩ Lâm, Lý Mộc Nguyên, ông chuyên môn đi vào tù để tìm những con người nào mà chuẩn bị xử tử chết, ông chỉ cho họ niệm Phật. Mà hầu như đến cái giây phút mà cái tội nó tràn ngập và cái tâm thức lúc nào cũng nghĩ đến ngày đó là chết đó, thì họ không thể thoát được tư tưởng đó. Thì người này sẽ tiều tụy thân tâm và có khi chết trước khi ra pháp trường. Đó là người sợ chết, nghĩ đến chết. Còn cái chết của Ấn Tổ là nghĩ đến chết mà không sợ chết. Hai cái này khác hẳn hoàn toàn. Mà Ấn Tổ nói là nếu mà người niệm Phật mà chưa đắc lực là do chưa nghĩ mình sắp chết, chưa nghĩ đến cái chết, và cái nguyện vãng sanh nó còn yếu ớt quá, cho nên thành ra cái việc niệm Phật nó không đắc lực là như vậy. Nhưng mà mình đừng có lầm rằng là nghĩ đến chết. Những người ở trong tù mà họ nghĩ đến cái chuyện chết đó, thì họ bị tội lỗi ám ảnh và họ nghĩ họ sẽ chết. Thì cái không phải là cái chữ chết của Ấn Tổ nói. Cái chữ chết của Ấn Tổ nói là mình sẽ chết trong nay mai, là bởi vì mình chưa biết ngày nào và mình sống đến ngày nào hết. Hiểu chỗ này? Giờ ở trong này có ai biết mình sống bao nhiêu năm nữa không? Thì mình không biết mình sống bao nhiêu năm nữa thì coi chừng ngày mai, đúng không? Nếu mà mình biết mình sống 20-30 năm nữa thì mình vô tư rồi, phè phè sống rồi. Hoặc giả là mình dành thời gian mình tu, nhưng mà giờ không biết, mình không biết thì có thể là ngày mai, cho nên ngài nói là ngày mai. Nhưng mà mình vẫn không bị cái mặc cảm tội lỗi nó giết mình giống như người ở trong tù. Hiểu chỗ này hả? Hay lắm. Nếu mà mình nghĩ được điều này thì những người nào người ta nhục mạ mình, người ta hỉ bán mình, người ta chà đạp mình, người ta đánh đập mình thì mình ôi, coi như đã chết, muốn làm gì đó làm. Thân này coi như đã chết, muốn làm gì làm, thì cái chữ chết này hay. Còn cái ông này ở trong tù, ông nghĩ chết là do ông phạm tội, cho nên thành ra coi như là ông nằm suốt đêm ngày ngủ không được, đưa chén cơm vô ăn có ăn không nổi luôn. Thì ông Lý Mục Nguyên này vô kêu bây giờ còn cái phương pháp cứu ông. Mà nếu mà thực sự mà ông niệm Phật thì cái thân này chết mà cái tâm ông không chết, là ông thoát khỏi cái ý niệm sợ. Ông đã nghe, ông tin, hết đường bám rồi. Bây giờ ông ngồi ông niệm Phật. Ông niệm Phật 4-5 ngày sau thì bao nhiêu đứa mà ra pháp trường là kéo lê lết đi thôi, hết sức để đi rồi, cột kéo kéo dắt đi không nổi nữa, hai cái chân coi như là quỵ xuống mà đấm kéo để lên. Mà bên Singapore là họ không có bắn, họ chỉ treo cổ à. Nếu mà là tội và ma túy nè, giết người nè, rồi ảnh hưởng cái kinh tế số tiền lớn của đất nước, của chính phủ nè, thì những cái tội này thì hoặc là phạm chính trị nè, những cái quốc pháp này họ đã ra mà làm, hầu như nước nào cũng vậy, giết người là phải xử bắn hoặc là trung thân thôi, hoặc là làm chính trị để mà lật đổ đất nước. Những cái này là cái nguyên tắc mà không có thể nào mà dám đụng vô. Hôm trước chúng tôi gặp với anh bộ công an, nói những cái điều này là nguyên tắc của một quốc gia, hầu như quốc gia nào cũng có thể áp dụng cái điều này. Giết người nè, dậu cho con ông cháu cha cũng khó thoát khỏi lắm, đừng có đụng đến chuyện này. Nhưng mà coi chừng nó giết con gà con vịt được, coi chừng cái tâm sát này nó giết người được đấy. Giết người nè, ma túy nè, phạm chính trị nè,
Đó. Những cái điều này nếu mà đụng đến thì thôi rồi. Cũng như giới cấm của mình nghe đơn giản thôi, không năm giới không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu, đơn giản phải không? Mà đây cũng là giới cấm mà cực kỳ là quan trọng, đừng có đụng. Phật đã cấm rồi thì đừng có nên phạm. Một quốc gia đã có những cái pháp luật cấm rồi thì đừng có đụng đến nó. Đụng đến là có chuyện. Thì ông này coi như là ông niệm được khoảng, coi như là không ngủ được nữa thì thôi niệm, niệm 3-4 ngày xong thì cái ý niệm mà sợ chết mất không còn nữa. Thì cuối cùng mà bao nhiêu người dắt ra thì treo cổ lên chết. Riêng ổng thì ổng đi, ổng đi coi như là khỏe mạnh luôn. Mà thường cái tâm lực mình mà nó có cái sức gia trì niệm Phật, cái sức định rồi đó, thì cái sợ nó biến mất. Mà khi cái sợ biến mất thì toàn bộ thân tâm mình nó có năng lượng liền, có sức mạnh liền. Mở cửa tù, ông bước ra, ông chào, ông nói chuyện mọi người giống như con người không có gì mà khí phách vô cùng, và đưa cái cổ lên treo để chết, lè cái lưỡi ra. Thường những người mà treo cổ, cái lưỡi họ lè rất dài, nhưng ông này gì, mớm sơ cái lưỡi ra, cái là ông chết, ra đi. Phải chết nhưng mà tinh thần ông khác. Thấy không? Thấy cái người niệm Phật, thấy cái người niệm Phật chết, mà chết mà bị treo cổ, mà thời gian niệm không dài đó, mà mặt mày tươi rói, không có, có xám xạm như những người chết sợ hãi. Thấy cái người niệm Phật cũng chết mà chết khác không? Chết khác hơn cái người không niệm Phật không? Đó là bị tội đi treo cổ chết. Còn người mà họ niệm Phật mà nằm thản nhiên trên giường được người hộ niệm thì biết cái chết họ an nhiên như thế nào? Gọi là cắt căng vui vẻ. Chịu cái kiểu này không? Thích chứ đúng không? Thích thì bây giờ phải làm, là phải bỏ công ra niệm Phật. Rồi cái người niệm Phật cũng bệnh đúng không? Mà họ bệnh nhưng mà họ không có khổ. Còn mình bệnh mà tâm mình bất an, không có niệm Phật, không có niệm Quan Âm thì nó khổ về cái tâm bất an này, cực kỳ là khổ. Nó khổ đau còn hơn là cái thân này đau nhất nữa. Thấy kinh khủng không? Khổ tâm nó hơn khổ thân không? Hơn là bệnh đau khổ đúng không? Không có phương pháp hóa giải. Ông này ông ở trong tù mà ra coi như là ông treo cổ, ông chết bình thường luôn. Nếu mà ông không có niệm Phật 3-4 ngày trước thì ông ra thì cũng giống như mấy ông kia kéo lê lết. Đúng không? Nhưng mà vì sao mình niệm Phật mà vẫn còn bất an, vẫn còn sợ hãi những điều bất trắc xảy ra và nó chưa có một cái tín hiệu gì, là do miệng niệm mà tâm chưa tương ưng với Phật. Như vậy mình bỏ niệm Phật không? Không, quyết tâm niệm và cứ niệm đi, một lúc nào đó Phật lực gia trì cho mình, đến một cái lúc nào công đức nó dồn chứa trong tâm, đến cái lúc nào đó gặp người đó khai thị cho mình. Cũng như ngày hôm nay mình vừa nghe cái mình, lý do không cảm được Phật là có cái chướng ngại tham sân si ngã mạn trong này, cái tâm ái dục nó hành hạ mình. Nó không có tương ưng được với Phật. Bây giờ phải trừ khử nó như ghẻ độc dính lên thân. Khác liền, khác ngay. Khác ngay. Chứ vì cái này là chúng tôi nó ôm ấp vào trong lòng chúng tôi, có cái tâm trạng về cái điều này nó sâu lắng, cho nên mới nói ra những cái âm chất này để quý vị nghe. Mà khi quý vị nhận diện được cái âm chất này và mình trong tâm mình nhận được cái tín hiệu này, là trong con người mình bắt đầu nó có một cái khí phách, và nó có một cái năng lượng, và nó có một cái sự gia trì của Phật, gọi là mình nghe pháp bảo mà kính tin. Hiểu không? Niệm Phật giống như cái ông tử tù, mà niệm Phật như tử tù, tức là Ấn Tổ nói là niệm Phật giống như cảnh sắp bị xử tử, gọi là người niệm Phật giống như là tử tù. Sáng mà ngủ dậy khoảng là 2 giờ hoặc 2 rưỡi, mà 3 giờ nó chưa thức, hoặc là 4 giờ chưa thức, thì thức dậy một cái là mình ân hận liền. Được một cái thời gian, rồi được cái duyên phước làm người, được một cái phước báu làm người, không có thiếu cơm ăn áo mặc, có nhà ở, mà lại bây giờ nó làm biến làm nhát như vậy, thì có phải là niệm Phật như tử tù không? Không phải. Hời hợt. Ngài tỉnh am, buổi chiều bắt đầu Ngài nhìn đến cái mặt trời lặn xuống, mà Ngài chưa đắc niệm Phật tâm muội, chưa biết Ngài giờ vãng sanh, hai hàng nước mắt rơi rớt xuống. Đệ tử Ngài hỏi làm sao? Ngài ngồi, Ngài lắc đầu, nước mắt tràn trụa ra. Ngài kêu, mỗi lần chiều tà đường còn xa, buổi chiều mà hết một ngày mà chưa biết ngày giờ vãng sanh là đường còn xa, cho nên Ngài mới ứa lệ như vậy. Chiều tà, mặt trời lặn xuống mà đường còn xa. Chiều tà đường còn xa. Hôm nay chiều tà mà tuổi mình đã già rồi, đường còn xa thì đi đâu đây? Đủ thiện căn phước đức nhân duyên tích lũy bắt đầu từ lúc này cho đến về sau không? Niệm Phật như tử tù, như bất sắp bị xử tử,
Nhưng người bị lửa cháy bao vây tứ bề mà cầu cứu. Giờ mình đang ngồi đây tự nhiên cái nhà nó phật lên, xung quanh hết trơn, mình không biết ngõ nào mình chạy hết trơn. Còn người cầu cứu không? Còn lúc này có nằm ngủ hoặc dẫn ngươi không? Không. Khẩn cấp. Mà cái cách của Ngài không phải là mình niệm ra tiếng ao 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 ao, mình niệm coi như là bán sống bán chết. Không phải vậy. Tâm của họ khít khao lúc niệm lớn tiếng, mệt niệm nhỏ tiếng, mệt nữa niệm trong tâm, khỏe niệm ra tiếng, thầm nhếch môi, đổi tới đổi lui làm sao đó để câu Phật hiệu không gián đoạn. Có nhiều người lúc đầu họ niệm Phật khiếp lắm, họ niệm rất tinh tấn, nhưng mà thời gian tổn khí với hai nữa là họ chán, họ không vô công phu nổi. Bật chợp bước đầu, dục tốc bắt đạt bước đầu thì niệm nhiều thiệt, nhưng mà có trước không có sau, cởi ngựa xem đèn không ăn thua. Người kiên trì họ niệm tới nơi, không bỏ. Họ thời khó họ đã quy định 3 giờ hoặc 2 rưỡi hoặc 4 giờ họ phải có mặt ở trên chánh điện, là không bao giờ họ bỏ. Đó, vậy đó. Như lửa cháy đầu, phải nhíp cả 6 căn mắt tai mũi lưỡi thân ý mà niệm, một lòng vắng lặng tâm nhớ miệng niệm. Lúc đó là tâm nhớ Phật, nhớ tướng hảo của Phật, nhớ công đức của Phật, nhớ Phật đang ở cảnh Tây Phương Cực Lạc, nhớ mình là con của Phật. Thì khi người ta chọc mình con của Phật là có giận không? Mình nhớ Phật vậy mình có giận được không? Không. Cái chỗ này Ngài nói sâu sắc. Tâm niệm Phật, nhớ Phật. Vắng lặng cho rõ ràng rành rẽ, tai nghe cho rõ ràng rành rẽ, để ý nhớ cho rõ ràng rành rẽ mình đang niệm Phật đó. Tâm khẩu nghiệp tương ứng. Trong này Ngài nói là tâm khẩu nghiệp tương ứng. Tâm khẩu nghiệp tương ứng. Thì đây là bí quyết tối yếu của người trì danh. Bất luận là niệm Phật hay niệm Quán Âm Bồ Tát, nếu không được như vậy thì tâm viên ý mã khó được đại lợi ích. Miệng thì niệm Phật nhưng mà ý mình vẫn rong ruổi, vì nghe không rõ ràng, nhớ không rõ ràng, niệm không rõ ràng. Dẫu cho niệm rõ ràng mà nhớ không rõ ràng, nghe không rõ ràng. Vì sao mà mình nhớ không rõ ràng? Do mình nhớ phiền não, nhớ bực tức, nhớ sân hận, nhớ thương đứa này, nhớ ghét đứa kia, nhớ đến của cải vật chất, cho đến nhớ đến cái chùa của mình luôn cũng bị chướng ngại đấy. Cho nên khi niệm Phật là phải buông xuống vạn duyên là vậy. Lúc mình làm thì mình làm. Nói như vậy thì bây giờ mình có phải buông hết vạn duyên, không làm ăn không gì hết không? Có cái ông đó, ông viết lá thư, ông hỏi, ông kêu sao mà con nó cũng chướng ngại quá, nó làm buồn phiền, rồi vợ cũng bệnh tật làm sao mà rắc rối quá, rồi cứ suy nghĩ đến tiền bạc làm ăn để nuôi gia đình, nó cũng làm chướng ngại niệm Phật, rồi đến tháng phải trả bill điện nước chỗ này đủ kiểu hết trơn, bây giờ muốn buông hết vô đóng cốc. Thì ông tạo nói nè, tôi nói với ông, nếu mà ông rủ sạch buông duyên, không còn vợ, không còn con, không còn tiền, không còn cái gì hết, ông vô ông đóng cốc đi thì cái phiền não nó cũng chưa tha ông đâu. Nó vẫn còn phiền não trong tâm nó bật lên đó. Ông trừ sạch muôn duyên, nhưng mà ông không có cái phương pháp thì ông vẫn bị chướng ngại với cái trừ sạch muôn duyên đó. Còn ông tùy duyên với tất cả cảnh duyên bên ngoài, giống như cái gương vạn vật đến thì nó soi, vạn vật đi nó có lưu lại cái gì đâu. Hiểu chỗ này không? Cái chỗ này lắng lòng kỹ mới nghe nổi chỗ này à. Cái tâm mình là thể tánh thanh tịnh mà mình chịu niệm Phật rồi, cái việc vợ đau bệnh thì mình giúp cho họ, mình hướng dẫn họ tu. Con hư ngỗ nghịch thì từ từ mình tìm cách, mình uống nắng đó, mình kiên trì, mình làm kiếm từng đồng từng cách để nuôi gia đình. Thì cái này là tùy duyên trong vạn duyên để mà sống. Nhất tâm vô trụ vạn cảnh điều nhàn, chẳng ghét lục trần vẫn đồng chánh giác. Nhất tâm vô trụ tức là tâm mình đã nhất tâm niệm Phật rồi, nhất tâm niệm Bồ Tát Quan Âm rồi, không trụ vào cái phiền não đó nữa, không trụ vào cái cảnh duyên bên ngoài, thì vạn cảnh nó là vốn nhàn. Mà do mình ghét lục trần, sắc thinh hương vị xúc pháp, mình ghét nó, cho nên hành gì là nó có chuyện. Mà nếu mà chẳng ghét nó thì không có chuyện gì hết. Tiêu dao sống tháng ngày. Cho nên có nhiều người họ buông vạn duyên, họ vô họ đóng cốc, họ ở 1 tháng 2 tháng, ai cầm cự lắm 1 2 năm chịu nổi. Không chịu nổi. Thứ nhất là cái phước của mình không thể nào mà ở như vậy được. Cũng có vài chú trên đó chuẩn bị đi cắt cốc riêng, chúng tôi cản không được, bị suy nghĩ thành khối rồi. Chúng tôi biết có chướng ngại. Cái ý niệm mà khởi lên để cắt cốc riêng ở một mình, nó mà cái tâm mà nó vi tế lắm, nó kêu về lo cha cho mẹ, hoặc là nó
nó suy nghĩ cái gì đó là đúng ngang. Thực ra đó là tâm ích kỷ nó xuất hiện, không ở với chúng được, hết cái phước ở với chúng rồi, mới đầu về có cốc riêng. Thì những người nào có cốc riêng, họ xong hết Phật sự rồi, họ lớn tuổi rồi. Như chúng tôi xuống Thượng Tọa Nghiên Tâm, có Hòa Thượng đó, ông dạy học cho Tăng Ni mà từ 91 đến bây giờ. Thì Thượng Tọa Nghiên Tâm, trưởng ban trị sự huyện thỉnh Hòa Thượng về, từ lúc đó là ở cốc riêng, hoặc là cái việc Phật sự của Ngài đã cống hiến cho Tam Bảo và cái phước bức của Ngài đủ rồi, tự nhiên có người thỉnh về. Còn mình đi ra mình làm cái cốc mà mình làm cũng không được, một cái thất làm cũng không được, phải đi nhờ anh em cha mẹ, hoặc là mình phải đi xin xỏ than duyên. Còn nếu mà thực sự mình có phước báu như Hòa Thượng mà ở dưới chùa Thượng Tọa Nghiên Tâm, hôm bữa chúng tôi xuống đó, là Thượng Tọa Nghiên Tâm thỉnh Ngài về, cất sẵn một cái nhà mấy tỷ rồi để một cái phòng cho Ngài ở trong đó, cái duyên đã đến, chứ không phải phản duyên. Còn mình đây mà mình kêu là mình đi ra mình nhập thất, mình làm phiền người khác là mình đã tổn phước rồi. Trong mạng mình không có tài, không có đồng tiền nào hết trơn á, rồi mình lý luận mình kêu về lo cho cha cho mẹ, lo được cái gì không? Bước đầu về thấy làm phiền gia đình, làm phiền tính thấy nặng na, thay vì ở trong này mình tu rồi đủ duyên Phật bổ sứ. Chỗ này là chỗ quan trọng, cũng như là cái miếng đất này nè, đầu tiên hai xào coi như phước ở bên Oregon đó. Chúng tôi hộ niệm cho bà cụ Huệ Ngọc, bà ra đi, mà bà ra đi thì bà còn được 100.000 đô, mới mua bảo hiểm được 1-2 năm, mà 10 năm mới bảo hiểm đó nó trả, mà mới 1-2 năm chết thì nó vẫn trả. Thì cổ gọi về, cổ kêu sư phụ có cần cái gì để sử dụng trong Tam Bảo, kêu cần, muốn mua miếng đất để làm khu chuyên tu, là có phòng hộ niệm trên đó rồi, nhưng mà chúng tôi kêu muốn có thêm một cái viện chuyên tu, thì cổ gửi về 50.000 đô là 1 tỷ mua miếng đất 2 sào 2011, đủ duyên. Không kêu gọi, hộ niệm không suy nghĩ là để người ta chết rồi người ta cúng cho mình, không có. Mà tự nhiên gọi điện về kêu thôi 100.000 đô con lấy 50 con đi cúng dường trai tăng, còn 50 con cúng dường cho sư phụ để mình mua miếng đất để chừng nuôi các cụ già. Cái duyên nó đến đúng không? Duyên nó đến. Còn mình phan duyên là tự mình suy nghĩ lên, còn cái duyên đến mình không suy nghĩ. Chỗ này mấy anh em phải hết sức thận trọng. Hết sức thận trọng. Nếu mà không đủ duyên, không đủ phước thì mình cứ ở trong chúng đi, nương cái đức của chúng đi. Còn đủ duyên, đủ phước họ đến họ năn nỉ mình để mà đi đến đó, để mà hóa đạo. Đó là có Phật bổ xứ rồi. Bây giờ thầy Minh sẽ đọc cái lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang về cái đối trị tập khí sân hận. Chúng tôi trích trong Tinh Hoa Lục rất là hay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao, thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng đang hiện diện, cũng như quý liên hữu đang xem trực tiếp online trên mạng. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị hành giả dụng công tu hành liễu sanh thoát tử là đối trị được tập khí phiền não sân hận. Sân tâm chính là thói quen từ đời trước, nay cứ nghĩ mình đã chết, mặc cho dao chặt hay hương bôi cũng chẳng can dự gì đến mình. Với tất cả những cảnh chẳng thuận tâm, do nghĩ mình đã chết, sân làm sao còn khởi được nữa. Nói đến sân tâm là nói đến thói quen từ đời trước, nay đã biết sân là có hại, vô ích đối với hết thảy các sự hiện hữu. Hãy nên dùng lượng biển rộng trời cao để dung nạp. Như vậy thì tập tánh rộng rãi trong đời này sẽ chuyển biến được tập tánh hẹp hòi trong những đời trước. Nếu chẳng gia công đối trị, tập khí sân hận càng tăng, tai hại chẳng nhẹ. Còn khi niệm Phật thì phải căn cứ trên tinh thần, khí lực của mình để làm chuẩn mà niệm lớn tiếng, niệm nhỏ tiếng, niệm thầm và kim can niệm, tức là niệm có tiếng se sẻ, người khác chẳng nghe thấy. Những người trì chú gọi cách này là kim can niệm, chẳng được quá mãnh liệt đến nỗi mắc bệnh. Cái tâm quá mãnh liệt ấy cũng là cái bệnh dục tốc, mong cho mau đạt kết quả. Nếu nay đã chẳng thể niệm ra tiếng, há trong tâm chẳng niệm thầm được hay sao? Sao lại chỉ hạn chế trong 10 niệm? Huống hồ lúc bệnh nằm trên giường, há nên để tâm trống rỗng như bị rửa sạch, trọn chẳng niệm gì hoặc niệm chuyện khác?
sao bằng càng niệm nhiều danh hiệu Phật. Lúc ấy phải nên giao gấp mọi việc cho người nhà làm thay, luôn nghĩ mình sắp chết, tưởng sắp đọa địa ngục, trong tâm không còn dính mắc sự gì. Dùng tâm thanh tịnh ấy nhớ tưởng Phật tượng và thầm niệm Phật danh cũng như tượng Quán Thế Âm Bồ Tát và danh hiệu Ngài. Nếu thật sự làm được như thế thì nghiệp chướng quyết định tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, bệnh tật thuyên giảm, thân tâm khang kiện. Bệnh của các hạ thuộc về tốt nghiệp, niệm Phật quá mạnh mẽ tạo duyên cho bệnh phát hiện. Chẳng phải hoàn toàn do niệm Phật quá mãnh liệt nên mắc bệnh. Nếu ông chẳng niệm Phật thì cũng do nhân duyên khác mà bị bệnh. Trên đời kẻ không niệm Phật rất nhiều, há không có một ai cũng mắc phải căn bệnh đó, cứ khỏe mạnh mãi ư? Hiểu được điều này sẽ chẳng tự lầm lẫn mà bảo là niệm Phật đến bệnh, chỉ tổn hại không ích lợi gì. Bệnh và ma đều do tốt nghiệp mà thành. Ông chỉ nên chí thành khẩn thiết, niệm Phật thì bệnh tự thuyên giảm, ma tự rời xa. Còn như tâm ông chẳng chí thành, hoặc khởi các ý niệm bất chánh như tà dâm vân vân, thì toàn thể cái tâm đọa trong hắc ám, khiến ma quấy nhiễu. Lúc niệm Phật xong hồi hướng, ông nên hồi hướng cho hết thảy quản gia trong đời quá khứ, khiến họ đều thấm đẫm lợi ích niệm Phật của ông siêu sanh thiền đạo. Ngoài ra chẳng quản đến gì hết, mà có phát ra tiếng thì cũng chẳng quan tâm đến rồi sợ hãi. Nó im hơi lặng tiếng, cũng chẳng quan tâm đến mà sanh hoan hỷ. Chỉ chí thành khẩn thiết niệm, tự nhiên nghiệp chướng tiêu mà phước huệ thảy đều tăng trưởng. Khi xem kinh điển chẳng được làm như kẻ đời nay đọc sách, trọn chẳng có chút nào cung kính. Phải trân trọng dường như Phật Tổ Thánh Hiền giáng lâm mới được lợi ích thật sự. Nếu ông làm được như vậy thì tâm địa chánh đại quang minh, bọn tà quỷ tà thần kia không còn đất dung thân được nữa. Nếu tâm ông tà trước thì tà sẽ chiêu cảm tà, làm sao có thể khiến cho chúng xa lìa không quấy nhiễu được. Quỷ thần dù có tha tâm thông, nhưng thần thông của chúng nhỏ và gần. Nếu nghiệp tận tình không, sẽ hệt như gương báo đặt trên đài, có hình liền hiện bóng. Ông chẳng chí tâm niệm Phật, lại toan nghiên cứu chân tướng này, chẳng biết tâm này liền thành ma chủng, dòng giống ma. Ví như gương báo chẳng có mảy may trần cấu, sẽ tự chiếu trời soi đất. Cái tâm ông bị trần cấu phủ kín dày đặc, lại muốn được chiếu sáng như vậy, khác nào tấm gương bị bụi phủ dày kín trọn, chẳng thể tỏa ánh sáng. Nếu có phát sáng cũng chỉ là ánh sáng yêu quái, chẳng phải ánh sáng của gương. Hãy bỏ việc đó ra ngoài tâm tưởng, hãy nên như lâm nạn lửa nước, như cứu đầu cháy, mà niệm Phật thì không nghiệp hay ma nào chẳng tiêu cả. Người học đạo phàm gặp các thứ chẳng như ý, chỉ nên dùng đạo để hiểu. Cảnh nghịch xảy đến bèn vui lòng chịu, dù có gặp phải những sự nguy hiểm gì, lúc ấy cũng chẳng đến nỗi kinh hoàng thất chí, làm điều thất thố. Chuyện đã qua hãy để cho nó qua như giấc mộng đêm trước, sao còn ủ mãi trong lòng đến nỗi thành bệnh hoảng hốt. Ông đã muốn tu hành, phải biết hết thảy cảnh duyên đều do tốt nghiệp cảm vời. Lại phải nên biết, chí thành niệm Phật sẽ chuyển được nghiệp. Chúng ta chẳng làm chuyện thương thiên tổn đức thì sợ cái gì chứ? Người niệm Phật thiện thần hộ hữu, bảo vệ giáng phước, ác quỷ tránh xa, sợ cái gì cơ chứ? Nếu ông cứ sợ mãi sẽ bị vướng ma sợ, rồi oán gia trong vô lượng kiếp, thừa dịp tâm ông hoảng hốt đến dọa nạt ông, khiến ông mất trí hóa cuồng, để báo oán xưa. Nam mô A Di Đà Phật. Trong cái lá thư này, cái ông này ông hỏi ngài mà hầu như là nhiều người có trong cái tâm trạng sợ hãi lắm.
Mà khi mà cái tâm sợ này nó xuất hiện thì nó đồng với tần số của các loại ma quỷ, mà các quỷ ác ma ác quỷ, thì cái tâm sợ này cũng từ nơi một cái tâm bất an mà ra. Ví dụ như mình có vợ chồng rồi mà mình suy nghĩ đến cái chuyện lan chạ tà dâm bậy bạ, thì Ấn Tổ nói là toàn bộ tâm tà dâm này, dầu là nữ hay nam, nó bảo bọc tâm ông rồi. Một khối tâm ông là khối tà tư, tà niệm, tà dâm. Mình nghĩ là bình thường, nhưng mà trong kinh nó là vạn ác dâm đứng đầu. Mà khi mà con người vợ chồng đã cưới hỏi chính thức, thì Tổ Ấn Quang nói nếu mình không biết kiên kỵ, mình không biết giữ gìn, mà mình cứ lan chạ gọi là chánh dâm á, thì cái ý niệm mà ích kỷ nó sẽ buộc mình, để khi mình cứ nghĩ ông chồng mình lan chạ, rồi mình cứ nghĩ ba cái chuyện xấu ác, thì từ cái ý niệm tâm dâm này, dầu là chánh dâm, nó buộc trong tâm mình rồi, thì nó sẽ làm mình bất an. Dầu giữa vợ chồng, Ấn Tổ nói vẫn xem như khách, để gì có con cái nói giỏi, không dùng nó để làm cái chuyện vui. Mà khi dùng nó làm chuyện vui có chướng ngại. Nhất niệm dâm tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Nó cứ nghĩ bậy không. Từ nơi cái ý niệm mà tham ăn nằm giữa vợ chồng chánh dâm đó là đã bậy rồi đó. Nếu mà là chánh á, là để có con thôi. Mà có con xong là ngưng, thì gọi là chánh. Mà còn là tham thích nó, thì dầu cho chánh dâm giữa vợ chồng cũng có chướng ngại. Nó cứ nghĩ bậy hoài, ngăn ngừa không được. Và câu niệm Phật không chế ngự nó được, cho nên có chướng ngại hoài, cho đến lúc chết phải làm chim xe sẻ, chim bồ câu, dê. Những con gì mà dâm nhất nó đọa vô trong đó. Cái này chính xác vô cùng nha. Rõ, hiểu rõ. Nhưng mà nó không dâm giữa vợ chồng nữa, mà nó dâm với con cái. Dâm nghĩa là nó khởi một ý niệm lên, nó thiên yêu, nó mến liếng. Rồi đại khái gọi rằng là tham ái đó, nó vẫn bị quyến liếng trong đó, vẫn bị chướng ngại. Cõi này mình cửa đi đâu cũng dính hết trơn, không phải đơn giản như nó. Bình thường thì quý vị thấy nó suy nghĩ xong nó mất, không có chuyện gì phải không? Nó ở trong tâm, cái lúc gần chết nó mới hiện ra. Cho nên Ấn Tổ nói cái tâm ông là cái tâm chắc là nó khởi niệm dâm lên, cho nên nó chiêu cảm tà vô. Rồi ông sợ mất của, sợ mất vợ, sợ mất tiền. Bắt đầu cái ý niệm sợ nó cứ khởi lên. Rồi oan gia nhiều đời, thừa cơ hội vô nó dọa nạt ông. Lúc đó ông niệm Phật không đủ đắc lực thì ông chết với diện ma thôi. Cho nên khi mà cái người mà họ thực sự họ niệm Phật, cái tâm mà họ là thiện lành, cái tâm thương người, giúp người, thương vật, cứu vật, cái tâm từ bi, cái tâm mà họ ăn chay, thì trong con người này nó có gọi là chánh khí. Cái chánh khí tức là cái tâm người này nó có một cái chánh trực. Mà cái người chánh khí họ bước đến chỗ nào thì cái người mà có tà khí họ thấy họ run sợ liền. Họ chịu không nổi và giáo hóa họ rất là dễ. Còn mình cũng là tâm tà khí luôn, tâm mình cũng là tâm tà, cho nên con cái nó cũng vọng tưởng điên đảo, nó cũng tà ác hết, mình không nói nó được. Còn người mà có chánh khí nó đặc biệt. Mà thường muốn có chánh khí thì niệm Phật, niệm Quan Âm là chánh khí nó lên nhanh nhất. Nhất là trì đại bi, một ngày 50 biến đi, 3 tháng là thấy. 3 tháng là thấy. Rồi cái chất giọng của mình nói ra, nó có uy lực trong đó, rồi người ta làm theo. Phước báu người này còn hơn cúng dường bảy báu suốt trăm năm. Pháp thí thắng mọi thí mà, nói cho họ nghe chánh pháp mà. Rồi khi mà họ có chánh khí thì cả một cái khối an vui, gọi là khối nguyên khí thái hòa ở trong họ, lúc nào nó cũng an vui. Lúc nào họ cũng quan hỷ hết, bao nhiêu điều xấu ác vùi dập họ, không phá được cái khối nguyên khí thái hòa này. Cần không? Cần chứ, cần lắm. Quý vị chưa thấy cái điều này nó an vui, mình chưa lọt vô cảnh giới này, mình thấy nó, cho nên thành ra mình nghĩ ô sống vậy cũng được. Không được đâu, nó không cho mình yên đâu. Cho nên cái người niệm Phật mà thực sự họ tin tưởng Phật, họ dùng cái tâm không nhiễm mấy trần, không thương, không ghét, không buồn, không giận. Bắt đầu họ để toàn tâm vô, lỡ nó sạc lên cái là họ cũng bỏ nó qua, để họ để gọi là dùng tâm không nhiễm mấy trần để niệm câu Phật hiệu. Khác hẳn là vừa niệm vừa nghĩ lung tung.
Muốn nghe vậy thì phải dùng hơi thở buộc nó, rồi nhớ từng câu rõ ràng, rồi nhớ số để buộc nó thì nó mới được, chứ không phải đơn giản đâu. Giờ chúng tôi nói đến cái việc mà tu tập và tu sửa một chút. Mà trước giờ mình nghe là tu là sửa đúng không? Đại tu rồi tiểu tu rồi tu tức là sửa. Cái nghĩa nó như vậy, nhưng mà tu nó còn cái nữa là thực tập, gọi là tu tập. Giờ chúng tôi nói là tu sửa chứ. Mình là người Phật tử, con của Phật. Chúng tại gia, nam cư sĩ, nữ cư sĩ. Chúng xuất gia nó có nam xuất gia, nữ xuất gia, là tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni. Người xuất gia nam, người xuất gia nữ ha, là con của Phật. Thì mình học theo cái gì của Phật đã nói đúng không? Và Phật đã làm thành Phật rồi, bây giờ mình học theo. Thì muốn mà học để làm Phật thì buộc người này phải sửa. Sửa những cái gì? Sửa những cái giận dỗi nè. Hồi trước mình giận dỗi lâu đúng không? Bữa nay mình giận dỗi không qua đêm, không giận dỗi nè. Rồi thấy cái gì mà mình tham lên thì mình phải đè nén nó. Mình biết đây là không ổn, không không tốt. Có cái câu chuyện này chúng tôi đáng lẽ hôm nay cho thầy Minh đọc để quý vị nghe. Câu chuyện không tham này đặc biệt trong văn sao Ấn Tổ nói. Hai vợ chồng sống cái rồi bắt đầu bị giặc giả cho nên loạn ly, thất lạc. Mỗi người ở một nơi. Ông này ông đi tìm hoài không thấy, ông nghĩ chắc bà giặc giả bà chết rồi. Thì bà vợ không biết đi đâu lòng vòng cũng khổ quá rồi. Đến một cái am thất đó của một sư cô đó ở để quét rác rồi nấu cơm, rồi chị sư cô ở đó cũng thời gian nhiều năm á. Thì anh này anh cũng tới gần cái nơi đó mà không có đủ duyên đủ phước để gặp, cho nên thành ra thì cũng không có gặp nhau được. Thì ảnh cũng đi làm thuê, ảnh cũng đi chăn trâu chăn bò cho người khác. Thì có anh sư cô này có người cúng được mấy chục lượng vàng. Thì khi mà đem đi về am cốc về chùa đó thì bị trên đường đi gặp bọn cướp. Thì bọn cướp này nó hùng hậu, sư cô sợ quá không dám cầm theo, và nhìn thấy có cái bọng cây đó đó, mang lại bỏ vô trong cái bọng cây, cái cây nó có cái bọng á, cái lỗ bỏ vô trong đó. Thì đi ngang qua giặc cướp, nó thấy không có gì nữa thì nó thả đi. Thì anh này ảnh đi chăn trâu chăn bò, anh đi công việc gì đó, nhìn anh thấy một đống vàng ở trong đó mấy chục lượng. Thì anh nhìn anh thấy mà đang nghèo nữa thì mình là trúng mánh đúng không? Lượm mà thí dụ nó một hai lượng không nói, này mấy chục lượng nhiều quá, mấy chục mấy trăm lượng gì đó. Thì anh này ảnh khởi niệm lên gì? Của không phải của mình là không được lấy. Đứng đã cành mấy ngày đường luôn, đứng đã cành. Thì giặc giả đi xong rồi hôm sau cái bắt đầu sư cô quay trở lại vô tìm. Thì lúc đó ổng lấy ổng cất chứ không phải để đó nữa. Ổng lấy ổng cất thì sư cô đã quay lại vô chỗ cái cây đó, cái bọng đó, không thấy mấy chục lượng vàng đâu, đứng và khóc. Mà kêu người ta cúng xây chùa mà bây giờ bị mất như vậy thì chắc là tự tử chết, không có mặt mũi nào nhìn người ta được nữa hết, bởi buồn quá. Thì anh này anh hỏi duyên cớ vậy, xong rồi anh kêu đây, con thấy ở trong bọng cây con lấy con cất rồi, bây giờ con đưa lại cho sư cô. Trời, bà này bà cảm tạ, bà mới móc thêm vài cây bà đưa. Ông kêu không, không phải của mình không được lấy. Một cây cũng không lấy luôn. Rồi cuối cùng cả lời sư cô mừng quá, kêu thôi chùa cũng ở gần đây, thì thôi buổi trưa rồi chắc cũng đến giờ cơm rồi, thôi mời đạo hữu về chùa ăn buổi cơm với sư cô để mà trả ơn. Thì anh này anh về. Thì khi vừa về cái tới ngay chỗ cái thất đó thì bà vợ cũng ra, rồi hai người nhìn nhau đi không bao nhiêu dặm hết trơn vậy mà không có tìm ra. Vừa về cái là hai vợ chồng gặp nhau một cái, trời ơi mừng ôm khóc. Nếu mà lấy vàng luôn thì được gặp vợ không? Không được. Mà nhờ trả vàng được gặp vợ phải không? Gặp vợ quý hơn vàng không? Quý hơn. Rồi cuối cùng gì? Hòa lên khóc mừng quá, rồi sư cô cũng tạo điều kiện. Rồi hai người bắt đầu sanh ra một đứa con, bắt đầu làm quan lớn. Đứa con làm quan lớn từ nơi cái tâm không tham của ông này, nó có chánh khí. Hiểu không? Khi mà nó có cái chánh khí đó rồi, sanh nó đứa con ra, nó cũng là chánh khí. Nó phải khác người, nó phải làm ông quan to thôi. Rồi sanh một đứa con ra cũng là quan to luôn. Còn mình sanh ra không làm quan là coi chừng mình có vấn đề. Hiểu không? Nó không làm quan mà nó cũng học không tới nơi nữa hả? Nó dốt nữa hả? Nó đi phá làng phá xóm nữa hả? Thì do ai? Như vậy bây giờ Ấn Tổ nói là hai đứa con này từ đâu? Từ cái khuôn khổ ông chồng bà vợ quá tốt, cho nên thành ra cái khuôn tốt thì phải ra cái bánh tốt. Con người cha mẹ tốt thì con cái phải là tốt.
tốt là vừa có tài và có đức luôn. Còn mình sanh ra nó phá trời phá đất rồi kêu trời ơi sao mày nghịch quá, mày con có ai với mày? Kêu con bà chứ con ai. Mày trả lời chứ, tôi còn ai nữa bà, tôi con bà. Vậy trách mình hay trách nó? Khi mà trách mình biết sửa mình thì sẽ dạy được nó. Giờ con cái hư hết, hư ráo luôn, hư ráo hết trơn luôn rồi. Nó muốn cái gì là mình phải chiều theo cái đó. Nó gọi rằng nó đặt đâu mình phải ngồi đó. Nó kêu thương cái con nhỏ đó là mình phải cưới, chứ mà nói cái chừng là nó bỏ đi bộ đời. Mình không có đủ đức, mình không có chánh khí, mình không có một cái phước đức để mình bảo bọc nó cho thành một người tốt mà mình cứ trách nó không. Cho nên ông Tổ nói cái phước mà dạy con cái là ngang với thánh hiền, nó không có hoại loạn của thế gian. Mà còn cái phước mà biết dạy con cái á, ngang là nó là thánh hiền rồi thì nó lợi cho đất nước, thì cái phước này là bằng với lại là thánh hiền. Còn cái người mà cái tội mà không biết dạy con cái là cái tội này rất lớn. Cái phước mà biết dạy con cái là cái phước ngang với thánh hiền. Kinh khủng chưa? Nó làm cho đất nước gọi nữa là hưng thịnh. Còn không biết dạy nó thì mình tưởng làm cha mẹ dễ lắm. Quá dễ phải không? Phải dễ. Không phải dễ chút nào đó. Nếu không gặp lời thánh hiền, không gặp giáo dục gia đình của ông Tổ thì làm người mẹ, làm người cha không ra. Không ra nổi, không gương mẫu nổi. Dẫu cho là nuôi cho nó ăn học, nó có tài đi nữa, nó bác sĩ, kỹ sư, nhưng mà trong nó không có đức, nó không có thương người, thương vật. Kêu nó ăn chay, nó ăn không được. Kêu nó niệm Phật, nó không chịu niệm. Nó có tài mà không có đức thì gì? Đứa này là ác nhân. Sát nhân không chừng. Đức thắng tài, đó là người quân tử. Mà nó là tài thắng đức, nó không có chút đức nào hết. Đó là kẻ ác nhân, là kẻ tiểu nhân đó. Ai nói này cho mình nghe không? Trong văn sao nói đó. Không phải tự ý chúng tôi nói đâu. May thay bây giờ nó gặp được Phật Pháp. May thay bây giờ nó gặp được mình, bắt đầu là trở thành một người khuôn mẫu, học lời thánh hiền. Còn bây giờ mình khuôn không ra khuôn mà mẫu không ra mẫu thì nó thành cái gì bây giờ? Cho nên nếu mà một con người đó mà họ là học lời thánh hiền thì họ không bao giờ gọi là loạn luân. Mày nghe danh từ loạn luân nặng đúng không? Loạn luân là sao? Luân là luân thường, hiếu đễ, trung tính, lễ nghĩa, liêm sĩ. Con người này không có hiếu gọi là loạn luân. Con người này không có gọi rằng là chồng hòa vợ thuận. Mà chồng không hòa, vợ không thuận thì nó nằm trong ngũ luân thì gọi là loạn luân. Cha không có lòng từ, con không có hiếu thì này gọi là loạn luân. Còn cái loạn luân mà thế gian nói gọi rằng là gì? Tuổi nhỏ mình để lấy cái người đáng mẹ mình thì gọi là loạn luân đúng không? Mình có gia đình mà đi lan chạ người khác gọi là loạn luân đúng không? Loạn luân đó cũng là loạn luân rồi. Nhưng mà cái loạn luân mà kỹ trong văn sao nói là cha không từ, con không hiếu, chồng không hòa, vợ không thuận, chủ không nhân từ mà tớ không trung thành, đó cũng là loạn luân trong ngũ luân. Khi họ loạn luân thì sao? Họ làm hoại loạn, họ phá loạn cái xã hội này. Họ làm cái xã hội này bị bắn loạn hết. Đó, bây giờ cái chiến tranh đó thì họ hơn thua, tranh giành thì cũng là gì? Là một cái mà họ không có lòng từ. Thì như vậy ngoài đời thì khi mà họ loạn luân rồi thì cái xã hội này bất an, nhà tù bắt đầu mọc lên nhiều để chứa họ. Mà biết cái tiền bạc mà xây nhà tù với lại là cơm ăn ngày 2-3 bữa đó là mình biết cái kinh phí của nhà nước bị giảm như thế nào. Rồi mình bị tổn phước như thế nào. Còn nếu mà người tu sĩ mà thực sự không đúng với bản chất người tu sĩ mà chỉ nương gá nơi tam bảo mà không có giữ giới nghiêm minh mà không có tu hành tinh tấn thì gọi là hoại loạn Phật Pháp. Hoại loạn Phật Pháp. Cái tội này nó lớn hơn là cái tội cái người ở thế gian họ loạn luân. Loạn luân chỉ là người ở thế gian thôi, họ mất cái nhân làm người, chứ còn mà họ loạn Phật Pháp là mất luôn cái nhân để mà mình đến với đạo Phật và làm phá kiến, là cho người khác phá kiến luôn. Cho nên ông Tổ lựa cái người xuất gia là khó cực kỳ, phải là người này tự lợi lợi tha và người này có một cái khí chất của họ đặc biệt lắm ngài mới cho. Mà dẫu cho ngài cũng giới thiệu đi chỗ khác, chứ cả đời không xuất gia cho ai. Có cái hay của ngài, có cái hay. Vậy bây giờ mình sửa những cái điều sai trái, mà muốn sửa mà có đắc lực á, thì người này phải có công phu. Ví dụ mình muốn làm những cái điều sai trái đó, anh chàng uống rượu đúng không? Anh kêu quyết định không uống rượu nữa. Nhưng mà bữa sau cái
mà thường mà kêu là phát tâm mà quyết tâm không uống rượu là nó mời rượu ngon không à, ngộ vậy. Cự không lại, cản không lại, kêu thôi vì bạn bè lâu lâu cũng làm ly nữa. Bởi các anh chàng Đức Quang, anh tên Sơn ở Bắc Ninh vô đây, cả gia đình quý trọng Phật Pháp, vô từ mùng 3 Tết mà lây quay, cứ còn gặp chúng tôi để học hỏi, đến mùng 6 mới về lại mà có cái căn lành đặc biệt. Anh hỏi chúng tôi khi thọ giới rồi không uống rượu như vậy, lâu lâu mình khai duyên người ta mời một ly được không? Chúng tôi nó một giọt không thấm môi. Mình vì họ như vậy rồi cái nghiệp mà mình phá giới, mình đã thọ rồi thì ai chịu cho mình đây? Thiếu gì cách mình nói, trừ trường hợp mình chỉ thèm mình uống thôi. Thiếu gì cách mình nói là mình bị dị ứng, mình nói này nói nọ, mình gọi rằng là nói họ thông cảm. Cái chuyện làm ăn để mà giao lưu, để mà ký hợp đồng không phải là chén rượu đâu. Cái chỗ chân thật đó, cái chỗ mà mình có uy tín đó, có chỗ mà mình làm nó có cái vấn đề gọi rằng là uy tín của con người đó, chứ không phải là ly rượu đâu. Xả giao thôi, không cần thiết. Hả? Lấy ly nước ngọt ra uống đâu sao đâu, ly coca đâu sao, cũng rót ra là cũng bình thường cái gì đó. Có một cái cô Phật tử cô ở Indonesia, cô nghe chúng tôi giảng đợt lần trước lên không gặp, đợt này lần này cô lên, mà nãy chúng tôi nói là cô cúng 10.000 cuốn kinh đó. Hồi qua Campuchia có một cái siêu thị rất lớn mà trong đó cô bán rượu là đắt nhất, toàn là rượu tốt không mà rượu mất tiền không. Mà khi đến nỗi bắt đầu là cô hiểu ra Phật Pháp rồi, cô kêu mình uống rượu là gieo cái nhân cho người ta say xỉn, cô lấy cô đổ hết luôn. Có nghĩa là đổ đập bỏ hết luôn, mấy trăm triệu bỏ luôn. Con người này nó có khí phách như vậy đó. Họ chấp nhận là tốn mấy trăm triệu nhưng mà không để cho người khác say xỉn, để mất cái hạt giống trí tuệ. Cho nên tổ mới nói là cái rượu tuy rằng nấu từng gạo ra, nó không có phía giết con gì, nhưng mà nó là cái đầu mối để gây ra tất cả các tội lỗi, và tất cả những cái thiện pháp trong tâm nó phá sạch. Ghê chưa? Vì sao vậy? Khi uống vào là tánh tình nóng nảy, mất hạt giống trí tuệ, thì đây là cái điều vạn điều ác nó sẽ sanh ra. Và bao nhiêu công đức, cái tâm thiện lành khi rượu vô thì nó không khởi lên được nữa, nó không có dẫn phát được nữa, thì điều lành bị mất và tội lỗi càng tăng. Cho nên Phật nói cấm cái gì là đã có cái vấn đề. Có vấn đề nếu mà mình phạm vô là mình sẽ bị chướng ngại đấy. Cần sửa không? Cần sửa mà sửa không được. Hút điếu thuốc phải không? Sửa không được. Mà bây giờ người ta nói gì? Một số luôn chúng tôi giấu tên, quý thầy nói là bia không say. Bia không có trong danh từ, trong giới luật là không cấm bia, chỉ cấm rượu. Mà nếu mà thời Đức Phật mà có bia là Phật cũng cấm. Cấm không? Cấm, bởi vì uống vô cũng say mà. Uống bia say không? Say chứ. Uống bia nhiều cũng say luôn. Cho nên thành ra thực sự cái chuyện tu hành mình phải sửa đó. Bia rượu nè, hút thuốc lãng phí. Hút thuốc là giảm thọ, người phụ nữ vô sinh. Sinh không được. Mấy người bên nước ngoài hầu như phương Tây là phụ nữ hút thuốc là vô sinh hết. Những cái gì thế gian mình nên sửa, bỏ. Mà thực sự đã thập huân tập thành thói quen rồi bỏ rất khó, cực kỳ khó. Phải cần có Phật gia hộ. Cũng như bà cụ mẹ chúng tôi lúc trước chưa đi tu, bà ăn chay nó nóng ruột, suốt đêm ngủ không được. Ra Bồ Tát Quan Âm vái, cầu Bồ Tát Quan Âm cho con ăn chay mát mẻ cái ruột. Cầu xong rồi phải niệm nữa, bởi niệm cái là mát mẻ ăn chay được luôn. Phải có Phật lực gia trì, Bồ Tát lực gia trì, chứ tự thân của mình không cưỡng lại ngõ nghiệp lực đấy. Phải sửa, rồi tập thành thói quen. Tập như thế nào? Tập ăn chay, tập phóng sanh. Mình tập không giết nữa, gọi là kiên giết, khuyên người kiên giết. Nhiều thứ để mình tập thành thánh hiền lắm, còn phải tập dữ lắm. Tập ngủ sớm, 9 giờ trở lại không quá. Tập dậy sớm, 2 giờ, 3 giờ không quá 3 giờ. Tập được không? Được. Tập. Tu tập mà. Tập. Tập niệm Phật bằng nhép môi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Niệm được câu nào niệm? Tập. Rồi niệm trong tâm. Ở cõi này nè, sanh ra làm người nè, có ai không tập? Tập đi nè, tập nói nè. Phải tập. Muốn học thánh hiền là phải tập những điều của thánh hiền. Và bộ văn sao là đủ hết trong đó để mình tập thành thánh hiền. Cái người niệm Phật để tâm họ định vô danh hiệu Phật. Mà khi tâm họ định vô danh hiệu Phật là họ phát sanh một cái trí tuệ.
Mà cái trí tuệ của những người học giỏi, họ có cái căn lành nhiều đời, bây giờ họ làm bác sĩ, kỹ sư, họ có tiền, có bạc, họ chế máy bay, họ làm những cái gì trong thế gian này gọi là đệ nhất á, thì so với cái trí tuệ của nhà Phật là không ăn thua. Bởi vì những cái trí tuệ của thế gian á, nó có thể làm những cái sản phẩm máy bay nó giỏi gì đi nữa, cái này gọi là trí thức thôi, nó vẫn còn phiền não thì chưa phải là trí tuệ. Cái trí tuệ khi nó xuất hiện ở trong con người mình thì con người này hầu như phiền não mỏng nhẹ và biến mất thì mới gọi là trí tuệ của Phật. Còn dầu cho cái trí thức của họ mình gọi là họ giỏi đó ngăn, giỏi gì đi nữa, làm cái ông bà gì đi nữa, kỹ sư gì đi nữa, thì đó vẫn là trí thức, nó vẫn còn phiền não, buồn phiền, giận hờn, tức tối, chứ phải là trí tuệ nhà Phật. Mà người niệm Phật thì họ sẽ sanh ra được cái trí tuệ của nhà Phật. Cái trí tuệ nhà Phật có thể là bao trùm luôn cái trí tuệ của thế gian. Có một cái vị đó vô đi tu hành, xong rồi bất kính với một vị tọa chủ, tức là vị quản chúng. Bất kính tức là nói những lời hỗn xược, thì vị trụ trì mới kêu ra la trước chúng, coi như là cật lực, coi như là xử lý, nếu một lần nữa là đuổi ra khỏi chúng. Rồi tối ông về trong cái liêu thất, ông buồn, ông kêu mình sao mà bị hỉ nhục trước chúng, ông trụ trì cũng chả ra gì, ông nói quản chúng cũng chả ra gì. Ông suy nghĩ xấu ác cả đêm, ông ngủ không được, ông giật mình, cái trời sao mình suy nghĩ như vậy, mình vô chùa mình cũng nương ông trụ trì, cơm ăn áo mặc, giờ sao nghĩ xấu ông trụ trì, ông la mình, rồi ông quản chúng, nhờ ông giúp cho ông trụ trì, ông quản chúng như vậy, mình đâu có đủ cái đức độ, mình mới vô tu mà. Hổ thẹn liền, giật mình hổ thẹn, không dám nghĩ xấu nữa, bắt đầu mới sực nhớ ra là thần chú đại bi, nếu mà chịu tụng được thì tất cả những cái phiền não nghiệp ác gì nó cũng tiêu hết. Và trí tuệ của con người này gọi là bao trùm hết thế gian, cái gì cũng biết. Thì ông nhớ lại lúc trước ông đọc như vậy, xong sáng ra ông sám hối hết những cái gì hồi tối suy nghĩ cả đêm với thầy trụ trì với lại vị lãnh chúng. Bây giờ xin một cái thất nhỏ ở trong cái khuôn viên chùa đó để mà vô tụng đại bi 3 năm. Ăn rồi tụng đại bi thì vị trụ trì đã hoan hỷ, thì ông tụng trì chú đại bi 3 năm sau. Rồi có những người đến hỏi Phật Pháp, ông đáp thông suốt hết. Rồi những cái chuyện gì của thế gian ông đáp thông suốt hết, tất cả chuyện thế gian, chuyện Phật Pháp là ông biết hết. Thì nhờ cái tụng chú đại bi đó mà cái tâm nó vô định, mà nhờ cái tâm vô định nó phát sinh ra trí tuệ, cho nên tất cả chuyện gì của thế gian ông biết được hết. Hỏi ông cái chuyện gì ông biết. Cái người mà có trí tuệ của Phật Pháp rồi đó thì cái chuyện về thế gian họ biết hết toàn bộ luôn. Thì cái vị chủ trì mà nói cảnh giới ông này không ai bị kịp nổi. Ghê chưa? Thấy không? Thấy cái người mà họ mà tu định á, để phát sanh trí tuệ đó, thì người này bắt đầu giữ giới, không dám nghĩ những điều xấu ác, trai giới thanh tịnh. Cái giới đó bắt đầu nó mới sanh ra định, đúng không? Rồi cái định đó sanh ra trí tuệ. Cho nên cái người mà niệm Phật đắc được cái định của Phật gọi là tam muội đó, mà sanh ra cái trí tuệ để nó đoạn trừ phiền não, thì người này phải giữ giới cho tinh nghiêm. Tâm người này phải hiền lành, thương người thương vật. Tâm người này không có ghét người kia rồi thương người nọ, không ạ? Thương mà thương kiểu ích kỷ khác. Rồi tâm người này phải cung kính, phải chân thành đó, phải thanh tịnh đó, đó, rồi cách vật, rồi trí chi, phải chánh tâm, phải thành ý. Những cái tâm này nó mới tương ưng với tâm Phật được, thì mình niệm Phật mình mới cảm với Phật được. Mà nếu như vậy mình chưa được cái tâm đó thôi mình khỏi niệm Phật, mình làm phàm luôn rồi. Không phải, cứ niệm Phật đi, từ từ cái tâm này nó xuất hiện. Một mặt đó mình phải muốn cho cái tâm đó xuất hiện, tâm thương người. Mà khi họ thương rồi, của cải họ lấy, họ tặng cho mọi người một cách vô tư luôn. Thì mà khi mà họ tặng người một cách vô tư như vậy thì phước báo nó đến với họ. Cho nên nó niệm Phật, niệm Quan Âm là đại phú quý là như thế. Khi họ niệm rồi cái tâm họ mát mẻ, an vui, họ thương những người khổ. Mà lạ lắm nha, khi mà họ chân thật họ niệm Phật, họ niệm Quan Âm rồi, tự nhiên họ cứ nghĩ đến chúng sanh không à, họ thương chúng sanh. Còn cái người mà ít niệm Phật mà gọi là ít niệm Quan Âm, mà cái tâm cứ khởi lên ác niệm thì ích kỷ, họ sợ chết, họ sợ mất của, thì càng mau chết mà càng mất của, càng hết của nữa. Mà của không đến với mình nữa chứ, tâm ích kỷ mà. Hồi nãy giờ hiểu không? Hiểu hết đó, hiểu hết đó. Vậy mà không về trì đại bi, không niệm Quan Âm, không tụng kinh, không niệm Phật thì coi như bó tay. Không cách nào làm được. Dầu cho cái anh chàng thợ mộc nó giỏi cỡ gì đi nữa, nó giỏi thợ giỏi gì đi nữa, mà không có cưa, không có đục, không có thước nhợ đồ, nó làm ra được cái tủ không? Phải cần có phương tiện. Cái phương tiện đó dầu cho mình có Phật tánh sẵn rồi đó, tại phàm không giảm mà tại thánh không tăng, mà không có cái pháp của Phật thì nó phàm là phàm hoài luôn, không có làm gì được hết. Chỗ này là cái chỗ đặc biệt. Bây giờ nói đến cái việc mà
cần nên trì thần chú Đại Bi, niệm Bồ Tát Quan Âm để trợ hạnh cho người niệm Phật. Chứ còn không, nhiều lúc cái căn lành mình, thiện căn đối với pháp môn niệm Phật nó mỏng á. Bước đầu mình có niệm, nhưng một thời gian cái chướng duyên nó đến, mình qua không được cái mình chán, hoặc giả một thời gian cái mình bỏ, không có pháp trợ hạnh. Cho nên thành ra cái cô Tâm Phúc ở Long An cô nói trời ơi, lúc trước là coi như là ban hộ niệm mọc như nấm, đạo tràng nào cũng hộ niệm, đạo tràng nào cũng niệm Phật, bao nhiêu người lắm, mà dạo gần lại đây lắng hết trơn, bỏ hết rồi. Cổ kêu không hiểu lý do làm sao. Chúng tôi nói đơn giản, con người ở cõi này thì hay thối chuyện, hay thối chuyện gọi là chán. Mình coi tâm trạng mình có chán không? Mua chiếc xe mới về thích cái vài bữa chán. Hai vợ chồng mới cưới thích cái vài bữa cũng chán, cởi lộn y xèo. Ăn cái món này vài bữa cái nó ngán, nó chán. Chán là cái tâm thối chuyển. Mình không có phương pháp để mình chuyển hóa cái tâm thối chuyển đó, cho nên nó bỏ. Mà về cực lạc thì không còn thối chuyển nữa, không có chán nữa. Mà khi về cực lạc rồi họ ngộ với họ chứng là nó giống nhau luôn. Còn ở cõi này nè, ngộ với chứng cách xa một trời một vực. Ngộ chỉ là trực nhận sống được lại với cái thể tánh, nhưng mà chưa đoạn được kiến tư hoặc, cho nên nó khác xa một trời một vực luôn. Còn người về Tây Phương cực lạc là họ ngộ và chứng, là ngộ tức chứng, mà chứng tức ngộ, tức là họ ngộ ra, tức là họ chứng luôn trong đó. Trong phần sau Ấn Tổ nói cho này nghe mình thấy kinh khủng thiệt. Ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí ở trên cảnh giới đó, cho nên Ngài biết ở trên đó ngộ chứng làm sao đúng không? Còn mình ở đây mà đã ngộ là không phải là dễ. Ngộ là bừng sáng của tâm linh, không có dấu vết tri của tri thức, là lý tức Phật, sống được với Phật tánh. Mà người ta hay lầm chỗ này, họ nói là Phật rồi, nhưng mà chết đi cái rồi cuối cùng cũng chưa có thể gọi rằng là tự tại. Tuy rằng là họ ngộ thôi nha, họ biết gọi là lúc nào chết đó, nhưng mà tập khí còn, cho nên đời sau tiếp tục làm người lại, hoặc sanh cõi trời vẫn nằm trong luân hồi. Mà cái người họ ngộ qua câu niệm Phật, mà họ niệm Phật để họ vãng sanh, để mà họ thành Phật đó, thì khác hẳn với cái người mà ngộ về thể tánh không. Mà Ấn Tổ nói cái người niệm Phật niệm Quan Âm để ngộ tâm ngộ tánh vẫn được luôn, chứ không phải là không có đâu. Giờ thầy Minh đọc hai cái câu chuyện này, lắng nghe hai câu chuyện này hay ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc hai câu chuyện trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tông đức và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Câu chuyện số 1. Vương Lương Phong là người ở Hàng Châu, đã tự thuật một sự tích Quán Âm cứu khổ như sau. Ở tại Thương Ngu, tỉnh Chiết Giang, có một Phật tử làm nghề buôn gạo, tánh tình hiền lương. Trong nhà người này có thờ Quán Âm Đại Sĩ rất trang nghiêm, hàng ngày lại chiêm bái xưng niệm thánh hiệu Đại Sĩ. Gia đình Phật tử này chỉ có hai vợ chồng. Một ngày nọ, Phật tử này sắp đi xa, thì đêm ấy nằm mộng thấy Quán Âm Bồ Tát đến bảo: người sắp có đại nạn, nên ta đến để cứu độ. Nói dứt lời, Bồ Tát đọc bài kệ và căn dặn Phật tử ấy phải ghi nhớ kỹ. Bài kệ ấy như sau: Phùng Kiều Mạc Đình Chu, Ngộ Du Tức Mạc Đầu, Đấu Cốc Tam Thân Mễ, Thanh Đan Bỗng Bút Đầu. Nghĩa là gặp cầu chớ dừng tàu, gặp dầu liền xoa đầu, đấu thóc ba thân gạo, ruồi xanh đầu bút đầu. Phật tử ấy khi thức dậy vẫn nhớ rõ ràng và rất lấy làm lạ về bài kệ nói trên, nhưng vẫn dặn lòng cố nhớ đừng quên. Phật tử này sau đó thuê chiếc thuyền chở gạo đi bán. Đi đến ngày thứ hai thì gặp phải mưa to, gió lớn giữa đường. Người lái tàu có ý muốn đậu lại dưới chiếc cầu lớn để tránh gió mưa. Thì Phật tử này lúc ấy bỗng nhớ lại lời dặn trong mộng của Bồ Tát, gặp cầu chớ dừng tàu, nên hối thúc người lái thuyền đi nhanh qua, chớ không đậu lại. Quả nhiên khi chiếc thuyền vừa qua khỏi cầu, thì nghe một âm thanh chát tai, ngó lại thì chiếc cầu vừa bị sập xuống. Phật tử ấy cảm thấy sự linh nghiệm của Quán Âm Đại Sĩ thật là không thể nghĩ bàn, nên từ đó về sau tụng niệm càng tinh tấn,
lễ bái càng kiên thành. Một ngày nọ khi ông vừa trở về nhà, lúc đang cúi xuống lễ Phật trong nhà, thì chiếc đèn lưu ly treo trước Phật đài bỗng rớt xuống đất, đổ dầu lên láng. Lúc ấy ông bỗng nhớ đến câu kệ thứ hai của Bồ Tát đã dạy, gặp dầu liền xoa đầu, nên liền dùng tay xoa dầu đổ dưới đất lên đầu mình. Vào lúc nửa đêm khi đang ngủ thì ông bỗng nghe có mùi máu huyết tanh hôi. Ông đốt đèn lên xem thì thấy vợ ông đã bị giết chết. Lúc hừng sáng ông chạy vội sang nhà cha mẹ vợ báo tin xấu, thì nhạc phụ của ông liền căn vặn về nguyên do cái chết của vợ ông, nhưng ông không thể đáp lại được lời nào. Lúc ngày thường ông là người rất tín phụng Phật Pháp, nhưng vợ ông thì ngược lại, nên nhạc phụ ông lúc ấy nghi ngờ là do có chuyện bất hòa thất thường giữa hai vợ chồng nên mới xảy ra vụ việc này. Nhạc phụ ông vì thế đầu đơn đến quan huyện tố cáo ông tội giết người. Quan huyện cho người đến bắt ông. Khi giải ông về đến nha môn, quan huyện nhìn sắc diện thì thấy hoàn toàn không có vẻ gì là người sát nhân. Khi lấy khẩu cung của ông, thì quan huyện nhận thấy trong nhà ông tiền bạc và đồ vật không phải là ít, nhưng hoàn toàn không bị cướp đi món nào. Khám xét hiện trường thì cửa sổ nhà không bị phá, vách tường cũng không bị đào lỗ, nên đoán chắc hung thủ chắc không phải là ăn trộm. Quan huyện lại tiếp tục tra hỏi giữa gia đình ông và hàng xóm có hiềm khích gì không, thì ông liền đáp, từ nào đến giờ đối với hàng xóm gia đình, ông không hề mất lòng. Quan huyện suy nghĩ, nhà này không có kẻ oan gia đối đầu, đây không phải là vụ trộm cướp, mà thời điểm án mạng lại xảy ra trong lúc nửa đêm. Vậy thử hỏi ai vào đây giết người? Hung thủ chỉ có thể là Phật tử buôn gạo này mà thôi, không còn nghi ngờ gì nữa. Quan huyện sau khi lấy khẩu cung hoàn tất và suy nghĩ như vậy, định hạ bút xuống phê vào lời khai, thì bỗng nhiên có một con ruồi xanh bay đến đậu vào ngòi bút. Quan huyện đang lấy làm lạ, tại sao có con ruồi đậu trên ngòi bút? Thì Phật tử này bỗng nhiên la lớn, ruồi xanh đậu bút đầu, thật là ứng nghiệm không sai. Quan huyện nghe ông la lớn như vậy nên hỏi nguyên do, thì Phật tử buôn gạo bèn đem sự việc trong mộng mà Bồ Tát đã dạy bốn câu kệ và những việc ứng nghiệm đã trải qua thuật lại hết cho quan huyện nghe. Lúc bấy giờ quan huyện suy nghĩ về bài kệ thì thấy câu 1, 2 và 4 đều ứng nghiệm. Giờ chỉ cần hiểu được câu kệ thứ 3, đấu thóc ba thân gạo, có nghĩa là gì thì chắc sẽ tìm ra hung thủ. Ông suy nghĩ, nghiền ngẫm cuối cùng, bỗng nhiên ngộ ra, một đấu là 10 thân, nếu một đấu thóc mà chỉ có 3 thân gạo, thì phải chăng còn lại là 7 thân cám. Chữ cám bỏ bộ mễ là gạo ra, còn lại họ Khang, 7 là thất. Vậy phải chăng hung thủ tên là Khang Thất? Nghĩ ra như vậy thì quan huyện lập tức cho người đi dò hỏi, thì quả nhiên gần nhà của Phật tử buôn gạo có người tên Khang Thất. Quan huyện liền bắt đưa về nha môn để tra hỏi. Chỉ sau một lần dùng hình phạt hỏi cung thì tên này đã vội vàng khai, trước nay Khang Thất có tư tình với vợ của Phật tử này, nên đêm ấy lúc Phật tử buôn gạo trở về thì Khang Thất không kịp chạy trốn, bèn vội núp trong phòng. Lúc ấy hắn nảy sinh ý định giết ông để cho tiện thỏa ý tư tình với vợ ông. Do trong phòng tối không có đèn nên chờ cả nhà ngủ say, hắn bò ra để giết ông. Khi sờ vào đầu của ông bị dính dầu, hắn tưởng là của vợ ông nên quay sang nhầm đầu người không dầu mà giết. Ngờ đâu giết lầm tình nhân của mình. Quan huyện lấy lời khai xong thì ra lệnh hạ ngục Khang Thất và cho người đưa Phật tử buôn gạo về nhà.
Quan Quyện được chứng kiến sự việc nói trên và cảm thấy sự linh nghiệm của Quán Âm Bồ Tát phi thường, không bỏ rơi người có thiện tâm khi bị nạn, nên liền phát tâm thâm tín với Phật Pháp và chính mình cũng nguyện thờ Quán Âm Đại Sĩ hàng ngày, chiêm bái xưng niệm cúng dường. Riêng Phật tử buôn gạo sau sự việc đã xảy ra thì cảm thấy sự dâm nhiễm là nguyên nhân gây ra thống khổ cho thế gian nên sanh lòng chán ngán. Ông bèn xuất gia tu hành và sau này đắc đạo quả. Trích Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Giảng Lục. Lời bình Phật tử buôn gạo này được sự cảm ứng với Bồ Tát là do ông lúc ngày thường nhất tâm thành kính xưng niệm danh hiệu đại sĩ, nên đến lúc gặp nạn thì Đức Quán Thế Âm ở trong tự tánh của chúng sanh tùy từ cứu độ mà được giải thoát. Nếu bình nhật ông không chí thành khẩn thiết niệm cho thường, đến lúc đại nạn đối đầu với hiểm nguy, trong tâm sợ sệt hãi hùng, tinh thần không sáng suốt thì làm sao còn nhớ mà niệm. Chúng ta lúc niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cần phải xem như đang trong tình cảnh sắp bị xử tử, như người bị lửa cháy bao tứ bề mà cầu cứu, phải nhiếp cả sáu căn, một lòng vắng lặng, tâm nhớ miệng niệm cho rõ ràng rành rẽ, tai nghe cho rõ ràng rành rẽ, để ý nhớ cho rõ ràng rành rẽ, tâm khẩu nghiệp tương ứng, thì đây là bí quyết tối yếu của người trì danh. Bất luận là niệm Phật hay niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, nếu không được như vậy thì tâm viên ý mã rất khó được đại lợi ích. Câu chuyện số 2. Vương Biệt Quang là người ở xứ Cửu Giang. Vào một hôm nọ, ông đến thăm nhà bà con, thấy trong nhà đang in kinh Phổ Môn rất nhiều, nên Biệt Quang xin vài quyển mang về nhà để trong khánh và thường đốt hương đèn, cúng dường kinh. Bấy giờ trong vùng ấy có chứng ôn dịch lưu hành, dân trong làng bị bệnh chết hơn phân nửa, những nhà hàng xóm đều bị nhiễm bệnh, nhưng gia đình của ông không một người bị bệnh. Đêm nọ, Vương Biệt Quang nằm mộng thấy Quán Âm Đại Sĩ đến bảo: "Ta rất thương xót dân chúng địa phương này bị tai nạn ôn dịch, nên người mau đem kinh này phát mỗi nhà một quyển và khuyên họ trì tụng thì bệnh ắt khỏi." Giật mình thức giấc, ông vội đến nhà bà con xin thêm nhiều quyển kinh, sau đó đem về phát cho mỗi nhà một quyển như lời Bồ Tát đã dạy. Nhà có người bị bệnh dịch, khi nhận được quyển kinh và trì tụng thì đều khỏi bệnh. Vì thế dân chúng phát tâm tín kính, đều thỉnh kinh về tụng. Từ đó cả làng vui sống an ổn, không bị nạn ôn dịch nữa. Trích Quán Âm Kinh Linh Nghiệm Lục. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái câu chuyện trước, Bồ Tát Quán Âm biết cái nạn của ông Phật tử buôn gạo này sẽ xảy ra như thế nào. Thấy thần lực của Bồ Tát, ông Phật tử buôn gạo này có biết không? Không. Chưa chứng đắc như Bồ Tát Quan Âm thì không biết cái túc nghiệp của mình nó hiện ra như thế nào. Gặp cầu liền đi qua, không? Gặp cầu đi qua, cầu sụp rầm. Nếu mà không có cái câu kệ đó thì đứng đó là tan xương mất mạng rồi, đúng không? Gặp dầu liền tho đầu, đúng không? Nhờ tho đầu cho nên hung thủ giết vợ chứ không giết mình, đúng không? Rùi xanh đậu ngồi bút, đáng lẽ là phê ông là phải vô án tử hình giết rùi xanh đậu liền. Bồ Tát hiện hết, Bồ Tát hiện rùi xanh trong đó. Bồ Tát làm cho cái đèn dầu nó bể xuống để mà thoa lên đầu. Ghê không? Rồi cái tên ổng Tam Thất có hết trong đó. Nghĩa là niệm Ngài rồi Ngài sẽ che chở mình, biết mình sẽ gặp nạn gì, Ngài giúp cho mình. Hiểu không? Nhiều người nói tự tánh mình là Phật là Bồ Tát, rồi cần gì niệm Phật Bồ Tát bên ngoài. Tự tánh mình nó chưa hiển lộ được công dụng mà. Dĩ nhiên có Phật tánh đó, có khả năng tâm minh tứ trí ngũ nhãn lục thông như Bồ Tát Quan Âm, nhưng mà chưa có phát diệu dụng, bị phiền não ngăn che,
bị tham sân si tư hoặc khởi lên ngăn che, bị nghiệp sát trộm dâm dối ngăn che, thì làm sao mà có là mình biết được tốt nghiệp mình xảy ra như thế nào? Tin không? Tin câu chuyện này không? Có Ấn Tổ. Mới hôm qua ngồi nghe kêu là sáng hôm nay là phải cho đại chúng toàn thế giới nghe cái câu chuyện Bồ Tát Quan Âm này, mà ông niệm mà niệm thành tâm mà Ấn Tổ là cái lời bình ơn sâu là quan trọng. Niệm giống như mình sắp bị xử tử, niệm giống như lửa bao vây tới bề, chứ không phải nằm trên võng ru 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 cái ngủ mất tiêu. Cái câu chuyện này chúng tôi cảm được. Thành tâm mà niệm thì có cảm ứng hết, có cảm ứng hết. Rồi, bây giờ hỏi lại thì chúng tôi với quý vị, cái nạn gì sắp xảy ra biết không? Không. Có không? Có. Bây giờ muốn để cho yên ổn thì sao? Niệm Bồ Tát Quan Âm, tự nhiên ông đó thì ông Phật tử buôn gạo thì ứng mộng đúng không? Còn mình thì gì? Ngày hiện ra cây cầu đường xá thuyền bè ứng hiện ra luôn gì đó để cứu mình đó. Mà không niệm là không có cứu. Dẫu cho người ác, người đó tạo cái nghiệp xấu ác cực kỳ, giết người cướp của đi nữa, mà bây giờ họ thành tâm họ mà niệm á, thì Ngài không có nói là cái người đó nhân ác như thế nào, có xưng danh là có cứu khổ. Đặc biệt như chỗ đó, nhiều người không tin chỗ này. Với chúng tôi kể câu chuyện ông đó giết người vô tù rồi, mà cuối cùng ông niệm mà xiềng xích rớt hết luôn. Rồi ông Quang hỏi sao được vậy, ông kêu do niệm Quan Âm. Chúng tôi cảm được cái câu chuyện, thì mình đọc chỗ đó hôm bữa phóng sanh. Đâu kêu ô niệm Quan Âm mà xiềng xích rớt hết, y như kinh Phổ Môn nói, gông cùng xiềng xích rớt hết. Rồi kêu nếu mà được như vậy thì ra, để mà cái lúc mà xử trảm chém đầu ông này giết người mà, thì nếu mà có cảm ứng nữa thì thực sự là tha cái án này, coi như là không có giết ông nữa. Đưa gươm lên vừa chặt xuống, là trong Phổ Môn nói dao gậy rồi gươm tên gãy từng khúc, gãy luôn, gãy làm đôi cái gươm luôn. Ông quan này thấy lạ quá là tin tưởng Bồ Tát Quan Âm, và ông này nói như vậy về tâu lên triều đình tha cái tội này. Nhiều người người ta kêu nói kẻ giết người, kẻ làm ác mà làm gì Bồ Tát cứu không? Cứu. Cái lòng từ bi Bồ Tát như vậy đó, có xưng danh là có cứu khổ à. Không biết lúc trước anh làm ác gì, ghê gớm không? Cho nên Ấn Tổ mới nói mình niệm Quan Âm là cái chỗ đó. Đó. Rồi tụng thêm Phổ Môn nữa thì trong nhà nó yên đó, dịch bệnh đúng không? Mà đúng cái duyên cái câu chuyện này mà chúng tôi mới tìm đến cái phẩm Phổ Môn của Hòa Thượng Trí Tịnh, và nghe Hòa Thượng Trí Tịnh cũng tụng Phổ Môn suốt cuộc đời. Ngài kêu ngài thích Pháp Hoa lắm, nhưng mà dài quá tụng không nổi, chỉ tụng Phổ Môn. Bây giờ mình cầm Phổ Môn mang về mình tặng cho người ta, giống như cái ông trong mẫu chuyện này, cả làng không còn dịch bệnh. Bữa nay dịch bệnh trên chùa của mình quá trời nhiều xung quanh đó, mà nhờ có chích cho nên thành ra có nhiều người mà kháng thể yếu là cũng có chết nữa, chứ không phải có không có, nhưng mà chết nó ít hơn. Và dịch bệnh quá chừng, dịch bệnh luôn, sốt rồi mỗi lần dịch bệnh xong là coi như người đó có nhiều xuống sức liền, chịu không nổi. Cái loại virus này nó quá khủng khiếp. Mà nó xuất hiện từ đâu vậy? Từ cái sát nghiệp là sát sanh mà ra. Tất cả ác nghiệp mà về sát khí, mà về cái bệnh dịch này là từ nơi cái ác nghiệp mà sát sanh mà ra đó. Trong kinh nó là chính xác. Cho nên hôm nay mình quyết định mình ăn chay là mình làm cho thế giới này nó an định, bớt đi, đẩy lùi cái nghiệp sát. Công đức mình lớn lắm, nên ăn đi. Như vậy cho nên thành ra là cái việc mà để mà kinh nghiệm bản thân chúng tôi á, mà nói một chút xíu về kinh nghiệm bây giờ đây, là hầu như những người mà họ bị dịch bệnh, họ bị nhiễm Covid dương tính rồi đó, thì họ mới tính đến cái chuyện để mà họ trị liệu đúng không? Còn chưa có bị nhiễm thì chỉ chích vaccine là xong đúng không? Mà chích vaccine một thời gian thì nó cũng cái cơ thể của mình nó cũng đào thải, và nó sẽ trở lại cái bình thường, mất thời gian cũng cả năm rồi tự nhiên nó bình thường trở lại à. Nó cũng mất cái chất thuốc ở bên trong đó, đúng không? Chứ đâu phải nó ở hoài với mình đâu. Thì bây giờ mình phải làm cái gì? Mình biết cái dịch bệnh này nó vô từ đâu, mà trong sách, trong kinh Ngũ Bích Danh cũng có nói. Nhất tâm định lễ Nam Mô năng trừ yết hầu chư bệnh. Cái cổ mình là Quan Âm Bồ Tát trị luôn. Niệm thành tâm niệm Quan Âm Bồ Tát, một là được cái sự gia trì của Ngài, hai là mình có một cái trí tuệ, mình hiểu biết Ngài gia hộ để mình nói cho người ta nghe. Cái pháp môn đơn giản, cái thuốc đơn giản là gì? Mà chúng tôi làm mấy năm nay rồi. Là gì? Cứ vô nhà vệ sinh sáng thức dậy, xúc miệng xong là xúc thêm nước muối, rồi ngậm một họng nước muối. Cái cổ của mình nó có nước muối ở trong đó đó. Nó có một cái kháng thể, không có virus nào vô được trong đó hết trơn. Mà dẫu cho nó có đi nữa là nó cũng chết, nó không có thể phát triển mạnh được trong đó. Nó vô từ đâu? Vô mũi.
nó vô họng mình, nó đâm một cái ổ trong đó rồi nó mất hết cái vị giác của mình, ăn không được. Ăn không được rồi sao? Mất sức. Rồi cái mà nó sợ hãi nữa, ngàn chúng nó nói cái sợ hãi nữa, rồi nó đi vô bằng con đường mũi, nó cũng xuống họng thôi, nó vô phổi mình thôi. Nếu mà nó vô như vậy là mình kháng thể mình trong cổ mình mạnh, nó không có thể làm ổ làm hang trong đó được, virus không sanh sôi nảy nở được. Nhờ cái gì? Nhờ ngậm nước muối. Phương thuốc đơn giản, cái này là trị bệnh lúc chưa bệnh, trị nước lúc chưa loạn, niệm Phật lúc chưa phiền não thì mới trị được phiền não. Trị bệnh lúc chưa bệnh. Rồi khi ngậm nước muối là cái răng mình nó chắc, cực kỳ là chắc. Cái họng với cái răng là quan trọng, bởi vì họ cái răng để nhai mà. Nếu mình nuốt chửng cơm vô mình thì chịu nổi không? Đồ ăn có nuốt chửng vô nuốt được không? Đâu có được. Một cục cái cục mà gọi là chút nữa ra ăn cơm, một cái cục coi như là la ghim mà mình cũng phải nhai mình mới nuốt được. Cái răng quan trọng không? Nhai cho nhuyễn, càng nhuyễn càng tốt, là nhờ cái răng. Mà nước muối mà ngậm là cái răng cực kỳ chắc. Lúc trước mà chúng tôi lấy vôi răng hoặc cái răng dơ làm vệ sinh là xuống nó mài, chưa ngậm nước muối là ê, mấy ngày trời bữa nay nó nằm rẹt 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 không sao hết trơn. Có hòa thượng đó 95 tuổi hỏi sao mà ngài không rụng răng, cái răng ngài ngọ còn y nguyên. Ông kêu tôi ngậm nước muối ngày 3 lần. Cái ăn cơm là súc miệng, mà chúng tôi giờ chiều không có ăn ở đâu có súc miệng đúng không? Sáng sớm một lần, vừa ngủ dậy trước khi công phu một lần, ăn cơm sáng súc một lần, ngậm khò một lần, ăn cơm trưa súc lần nữa, 3 lần, đúng như hòa thượng đó chị. Cái răng nó chắc đúng không? Cái họng của mình nó bảo vệ được, không bị viêm nhiễm, cho nên thành ra virus không tấn công được. Rồi cái mạng lưới trắng là nhiêu đó được. Rồi ngoài ra bắt đầu sức khỏe, ăn chay. Người ăn chay dịch bệnh lưu hành không nhiễm phải. Trì thần chú đại bi, tất cả sát nghiệp đến với người khác không đến với mình, dạt ra hết. Niệm Bồ Tát Quan Âm thêm nữa, hàng ngày công phu đều đặn, sáng ăn cho no. Nhưng mà đừng có no quá, trưa ăn, chiều uống bột khỏi ăn. Hôm bữa giờ nó khỏe quá chừng luôn. Phải biết nuôi dưỡng cái thân của mình. Và cái dịch bệnh nó có hai cái điều nó tấn công. Thứ nhất là thân thể mình nó vô trong yết hầu của mình. Nó vô trong cổ họng của mình, nó vô trong cái yết hầu của mình. Nó làm mình mất hết khứu giác, vị giác. Rồi cái hoảng sợ mới là cái giết. Mà khi mà niệm Quan Âm trì thần chú đại bi tụng phổ môn, cái sợ này nó biến mất, nó biến mất, nó biến mất cách lạ lùng. Rồi bị lẹt xẹt 2-3 bữa hết. Như con Nga Nam Định có bị dương tính 3 ngày hết. Có nhiều người là nửa tháng, có nhiều người nó hành chết luôn là từ cái sợ đó. Khi mà sợ thì tất cả năng lượng trong người mình mất hết. Tâm lực mình yếu nhất, nhũng như con chi, thân mình đi hết nổi luôn. Ngán ngẩm không muốn ăn nữa, mất sức gì đó. Ngủ không được nữa, coi như chết. Trời bữa nay quá trời luôn, hôm qua chú quản tịnh ông xuống ông mua, nay thuốc tây cũng chữa được rồi nha. Thuốc tây và tiệm thuốc tây, trời nó mua bịch mấy trăm phần hết rồi, tối mua được cái mấy phần về cho một vài người nhiễm ở trên nó kêu cái dùng cho nó nhiễm quá trời. Bữa nay mà kêu là để người ta khai ra ai cũng nhiễm là chắc không khai, mà Bộ Y tế nói 70,000+, chứ thực ra gấp 3, gấp 4 trong đó, bởi vì có người bệnh người đâu có khai đâu, đúng không? Số người trên đó họ đâu có khai, khai được cũng phải gì, ở nhà uống thuốc tây, tự chữa đúng không? Và cái tự chữa của chúng tôi là phải ngậm nước muối trước lúc chưa bệnh. Thử đi, thử ngậm đi rồi thấy cái yết hầu mình sao, cái cổ họng mình sao. Mà cái đặc biệt khi mình ngậm nước muối, nó có một cái gì trong đó mà khi mình ăn cơm rất ngon. Bên cạnh cái chuyện mình ngậm nước muối nó sát trùng cái cổ họng mình rồi, mình trì đại bi, mình niệm Quan Âm, cái tâm thanh tịnh, ăn cơm rất ngon. Tuy rằng cơm đơn giản nhưng mà dinh dưỡng nó sanh ra là do cái vị giác mình ăn ngon. Còn khi mà bị nhiễm là vị giác mất luôn, ăn giống như nhai cỏ, rơm, nhai ra rác là chết thôi. Ngủ không được là sợ đúng không? Sừng sợ là ngủ không được. Rồi ăn không được nữa thì làm sao sống? Thực ra con virus nó vô nó hại mình để mình chết thì chính mình hại mình, sợ hãi rồi ăn không được rồi mình làm cho mình chết là chính. Mình hiểu được cái chỗ này rồi thôi bình thản không sao. Nhiễm sống chung hòa bình với nó không có gì hết trơn. Ha. Đó là cái việc chúng tôi nói một chút xíu về ngậm nước muối ha. Một số mấy thầy hôm trước ngậm xong rồi cũng bỏ, không làm được. Bởi vì không có cái duyên để gặp những người khai thị. Chúng tôi gặp hòa thượng đó là cái bộ răng ông ngôn là trắng tươi luôn. 95 tuổi mà răng nhai cơm rạo rạo, cắn mí rạo rạo vậy. Nó có cái phương pháp của họ chứ, đúng không? Mình mới bao nhiêu, mới 30-40 mà nhỏ hết trơn à. Thôi còn cái gì ăn nữa trời. Nay học được điều này quý không? Quý vô cùng. Mà ngồi trong này với cái tâm trang nghiêm thanh tịnh, còn 10 phút nữa 2 tiếng thấy nhanh, thoải mái phải không? Ăn vui phải không? Cái từ trường này tốt đúng không? Đây là hưởng thụ Phật Pháp, là hưởng thụ tối cao của đời người.
Và còn 10 phút chúng tôi nói sơ về cái chuyện lễ Phật một chút. Lúc trước là mình lễ bằng máy, Nam Mô A Di Đà Phật một câu, rồi mình niệm một câu trong tâm, quỳ xuống rồi trong máy Nam Mô A Di Đà Phật một câu, cái mình quỳ thấp mình niệm câu trong tâm, rồi trong máy Nam Mô A Di Đà Phật một câu, cái mình đứng dậy mình niệm trong tâm. Thì cứ một lần đó là 6 câu, 3 câu trong máy với 3 câu mình niệm. Nhưng mà chúng tôi thấy một thời gian nó cứ lì lì, nó đại khái là nó nâng cao không lên nổi, mà có những lúc mà mệt thì mình nghe máy xong mình cũng bị căng cái não, mình mệt. Cũng cầu Bồ Tát Quan Âm Tổ Ấn Quang gia hộ cho con sao chứ mà nó cứ như vậy hoài sao. Thì cuối cùng mới suy nghĩ ra được cái cách lễ mà vừa rồi chúng tôi hướng dẫn để chúng có xem. Đứng hít một hơi vô, hít bằng mũi ngậm miệng lại. Mắt một là mình nhắm, còn hai mình nhắm chưa quen thì mình mở ra một chút, hoặc mở hí hí tùy theo mình làm sao cho thoải mái nhất. Ấn Tổ nói, cái ông đó ông hỏi bây giờ nhắm hay là mở hay thế nào, Ấn Tổ nói là niệm Phật hay mở đôi mắt hí hí á, gọi là 1/3 thôi, khép đôi mi lại, có cái lúc nhắm cũng được. Mà nhắm mà mình ngồi lâu quá thì nó dễ bị những cái vọng tưởng và cảnh giới trong cái tâm thức mình ngủ ám ma nó xuất hiện. Chứ còn nhắm một chút xíu, mình đứng mình lễ Phật rồi mình quỳ xuống mình mở ra thì không đến nổi. Nè nhìn nè, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái tốc độ niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 câu tự mình niệm hơi thầm, như hồi nãy Ấn Tổ nói đó, Kim Cang Trì, tức là người bên cạnh không nghe, hai vợ chồng cùng lạy mà người chồng cũng niệm, người vợ cũng niệm mà thầm, hai người không nghe cho nên không bị phân tâm, vẫn lạy trước lạy sau, lạy bình thường thoải mái luôn. Nhưng mà có đại chúng trên chùa là phải có cái kẽn cái ben để người ta xuống lên cho đều. Còn nếu mình không có đại chúng, một mình á, như hồi sáng chúng tôi lễ Phật nửa tiếng, bắt đầu đi kinh hành vòng nửa tiếng xong rồi quay vô thì nó cũng hơi đuối, vì 2 giờ thức dậy rồi, mà 2 giờ khuya thức dậy rồi, cho nên thành ra cái lúc mà mình lễ Quan Âm hơi mệt hoặc lễ Phật hơi mệt đó, là mình kéo hơi dài ra một chút. Dài tức là mình niệm xong rồi mình xuống từ từ, mình hít vô, mình niệm thêm một câu trong tâm nữa, mình chậm lại, cái tốc độ chậm lại cái nó hết mệt. Hoặc giả nó hơi thiếu khí, nó hơi nhói lưng là mình úp mặt xuống, mình hít thiệt sâu vô, giữ lại một chập cho nó có không khí trong người là nó khỏe. Không có mấy là tự mình điều tiết được. Không? Cái địa đó là quý vị, hôm trước là chúng tôi chỉ là đầu tiên cái tâm lực mình nó đầy đủ thì mình niệm có thể là quỳ thấp 3 câu 4 chữ A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật 3 câu được. Nhưng mà tâm lực mình nó mệt hoặc nó yếu thì mình niệm 3 câu niệm không nổi nữa. Đứng 3 câu, hít vô niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, 7 chữ Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát. Quỳ thấp xuống niệm 1 câu Nam Mô A Di Đà Phật trong tâm rõ ràng hơn là 3 câu 4 chữ. Giờ 3 câu 4 chữ nè, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nếu mà người nào mà cái sức định họ rõ, cái sức định họ sâu thì họ theo 4 chữ 3 câu rất rõ, còn không thì niệm giống như là mình nhớ đến nó không có rõ ràng, nhớ đến không rõ ràng, còn 6 chữ thì rất rõ ràng. Nam Mô A Di Đà Phật. Còn đứng thì mình không niệm ngắt khoảng, Nam Mô A Di Đà Phật, mà một hơi nghe, nghe 3 hơi nè, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, 3 hơi 3 câu thì không nhiếp tăng bằng một hơi 3 câu nè, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nó có cái ngắt nhưng mà nó không có dừng hơi. Thì nhờ cái hơi này mà đẩy cái tâm mình vô định. Mình hít vô là cũng là vô định rồi, mà mình niệm 3 câu một hơi nữa nó khác hơn là 3 hơi. Rồi quỳ thấp xuống, ngồi cái mông trên gót cho đàng hoàng tử tế rồi. Bắt đầu gì? Đưa cái tay lên niệm trong tâm Nam Mô A Di Đà Phật, khi mình úp mặt xuống. Trong tâm nha, lúc này là niệm trong tâm. Hít hơi vô Nam Mô A Di rồi thở ra Đà Phật, rồi hít vô Nam Mô A Di Đà Phật rồi thở ra. Lúc đó làm sao cho sảng khoái nhất? Úp mặt xuống rồi cái tay mình đưa cuốn tay lên cái bất động. Úp mặt xuống khỏi niệm nữa. Úp mặt xuống khỏi niệm để cho nó có cái khoảng trống đó. Cái mình vừa ngửa người dậy, giật người dậy đó. Giật người dậy mình ngồi y chang như cái lúc mà quỳ xuống vậy đó. Chứ không có chồm người nha. Giật người ngồi dậy cái là mình đứng thẳng lên là đã xong một câu Nam Mô A Di Đà Phật trong tâm nữa. Thì một lạy là 5 câu. Mà nếu mà ai mà lạy một lạy 5 câu mà nhớ mình 3 câu đứng, 1 câu quỳ thấp là 4, và úp mặt xuống ngửa lên là 5. Rồi câu kế tiếp 3 câu đứng nữa, kế tiếp là 8. Dễ nhớ vô cùng luôn. Nó có cái khoảng cách chứ nó không có liên tục, mình khó nhớ. Rồi mình úp mặt xuống 1 câu nữa là 9 ha, rồi mình đứng dậy là 10, rồi quay trở lại 1. Thì nhớ mà nhớ từ 1 đến 10 mà 2 lạy là 10 câu á, thì vô định nhiếp sâu lắm.
y như Ấn Tổ nói, mà lúc nào mà nó quên mình đêm đêm đến số mấy là bắt đầu nó suy nghĩ rồi đó. Ngồi không có số nó khó. Cho nên bữa nay là cái cách lễ này không cần máy nữa, và đại chúng cũng đã áp dụng. Chúng tôi thâu cái hình chúng tôi mà không có hơi, hơi mới nghe cái là hai vợ chồng một người, cái hơi lớn cái người kia nghe là phân tâm liền. Hơi vừa đủ nghe, hai vợ chồng đứng trên trước bàn Phật luôn mà vẫn lễ thoải mái. Ba câu đứng, một câu quỳ thấp, một câu đứng lên là năm câu. Cứ như vậy mà lạy, lạy mấy tiếng cũng không mệt, khỏe lắm. Hay, nó hay cái đó là khi mình hít vô là cái tâm mình đã nhiếp theo hơi thở là vô định. Mà tâm mà theo hơi thở là định nè. Ngũ định tâm quán mà. Tâm sở tức là định nè. Rồi niệm ra nghe cho rõ ràng ba câu một hơi. Cũng là lúc đó trong định niệm luôn. Định tâm niệm Phật. Rồi khi mình quỳ thấp xuống, mà trong cái lúc nó quỳ nó cũng chưa đến nỗi là nó sanh ra suy nghĩ được. Mình đang có cái thế mình quỳ xuống, mở mắt ra quỳ xuống. Rồi bắt đầu mình niệm trong tâm một câu rõ ràng trong tâm là câu nào là chắc như câu đó. Lúc đầu tiên thì chúng tôi niệm được khi quỳ thấp một gọi rằng là ba câu A Di Đà Phật bốn chữ á, thì bước đầu được, nhưng mà về sau nó không đủ tâm lực, đếm kiểu nó không đủ tâm lực. Rồi đứng lên nữa mà ba câu thì chú Duy không nói con mà đứng lên con niệm ba câu không được, có úp mặt xuống con niệm ba câu rồi con mới đứng lên. Nó kêu như vậy là không ổn, thì phải điều chỉnh lại một chút. Thì coi như cái cách lạy này hôm nay là tuyệt. Về tự một mình lạy coi. Cái bữa nào thời gian nó ít quá, mình tụng Đại Bi 25 biến, hoặc là 35, hoặc là 15, hoặc 7 giờ đó tùy theo mình. Cái bắt đầu mình lạy tiếp Quan Âm luôn, để nó bồi lại cái khí lực mình trì trì Đại Bi. Mà thần chú Đại Bi nên giữ. Đây là cái thần chú để hộ thân mình. Lỡ mình đi ra ngoài mà lỡ người ta, mà người ta khởi ý niệm lên muốn cướp của, muốn giết mình, hoặc là muốn hãm hại mình, hoặc là muốn làm cái gì đó cho mình, coi như là on gia nhiều đời cũng vậy đi. Mà cái thần chú Đại Bi buổi sáng mình có tụng rồi đó, nó bảo hộ thân tâm mình. Thực sự nó bảo hộ đến chiều luôn. Nếu mà mình không tụng nữa đó thì nó loãng bớt ban đêm, nó không ổn lắm. Cho nên chiều phải tụng lại nữa 25 lần nữa, hoặc 35 lần một lượt, thì bình an vô sự. Chú này là hộ thân mà, hộ cái thân mình, tức là nó bảo hộ không cho ai ảnh hưởng đến cái thân mình. Mình không phải là trì chú để mình hãm hại họ, nhưng mà mình có quyền mình trì chú để mình giữ bảo toàn cái thân mạng mình cho Ấn Tổ, gọi là hộ thân. Rồi đem cái công đức trì chú này hồi hướng cho chúng sanh, dịch bệnh nó tiêu tan, gọi là hộ quốc. Công đức này lớn. Chứ mình làm cái gì mà ngủ cho dữ vậy? Ngủ bao nhiêu năm rồi? Thôi vậy bây giờ dịch bệnh rồi, lo trì chú niệm Phật hồi hướng cho hộ quốc đi. Đỡ chứ, người ta yên đó. Một cái tần số mình tu mình phát ra một cái là nó, cái vùng đó nó đỡ dịch bệnh mà. Tụng một thời kinh cả nhà mà yên ổn. Vậy mà mình không chịu, không tin, căn lành quá yếu kém, quá yếu kém. Hôm nay ai nói cho mình nghe điều này? Trung Văn Sao nói cho mình nghe điều này, chúng tôi chỉ truyền lại thôi chứ không phải chúng tôi tự ý nói đâu. Không học, không cách nào biết đâu. Thấy không? Yên ổn không? Nếu mà chịu tu niệm Quan Âm trì Đại Bi tụng Phổ Môn á, thì nó tới đi nữa, không lo sợ. Không lo sợ, không hoảng hốt. Lạ cái chỗ này. Còn người mà không có tu rồi thì thôi rồi, dắt dò lên cổ chạy nó sợ mà điên loạn luôn, chịu không nổi với nó. Cho nên Ấn Tổ nó con người mình với súc sanh sợ hãi mà chết, bị người ta hù dọa mà chết là nhiều lắm. Vô chưa đến nỗi chết, bác sĩ nói rồi 3 ngày nữa. Trời ơi, người về họ trì Đại Bi, họ niệm Phật cái là 3 ngày chưa chết, thiếu gì. Có mấy Phật tử lên trên cái phòng hộ niệm nói 2 tháng nữa mà cuối cùng họ sống 1 năm. Cái chỗ này khó lý giải. Chỉ có Phật Pháp màu nhiệm nó chuyển nghiệp nó, mình không thể hiểu nổi. Phật Pháp có thể là giải quyết được cái chuyện này. Cho nên con thú nó cũng gì? Sợ hãi mà chết. Giết nó cũng sợ hãi mà chết. Rồi mình ăn cái thịt của nó vô thì toàn bộ tâm sợ hãi của mình xuất hiện là do cái thịt nó nhiễm sợ hãi. Rồi cái con thú đó, cái thịt của nó thì tất cả loài thú nó chỉ sống thời gian ngắn thôi. Một vài tháng, bây giờ nó ăn toàn bộ là những hóa học không. Và khi mà mình ăn cái thịt con thú vô trong cơ thể của mình thì cái gen của con người mình bị đồng hóa với gen loài súc vật. Hiểu chỗ này không? Cái gen của loài súc vật nó sống thời gian rất ngắn hạn. Cái loại thịt của nó không có thể nào mà giống như thịt con người mình. Nhưng mà thịt con người mình cha sanh mẹ đẻ ra cũng dính vô cái gen của súc sanh luôn. Cho nên thọ mạng ngắn. Cho đúng thử sực con người ăn rau cỏ thì phải sống trên 100 năm. 100 năm là chuyện bình thường luôn. Nhưng mà do biến đổi gen rồi. Biến đổi gen là gì? Là cái con thú đó, cái thịt của nó, là thọ mạng của nó rất là ngắn.
Rồi mình lấy cái thịt đó mình đem vô để mình nuôi cái thịt của mình, thì cái thịt của con người này trở thành loài thịt súc vật. Nói về vật lý, chính xác khoa học, thì thịt của con người mình và cơ địa con người mình đã biến đổi gen thành súc vật, cho nên thọ mạng ngắn, bệnh hoạn là chắc. Này chúng tôi mới nghiên cứu. Những người hiểu được khoa học là tin điều này. Bởi vì con thú khi mà nó chết đó, mà giết nó đó, thì cái thịt của nó biến thành chất độc do tâm sợ hãi. Con người mình giận hờn mà sữa cũng thành chất độc, con người con bú đã chết, nước mắt cũng thành chất độc, nước biến thành chất độc, thì con thú lúc nó chết nó sợ hãi thì chất độc trong người nó như thế nào? Cái sự căm hận nó thì chất độc trong cái thịt nó như thế nào? Rất độc. Thì ăn vào cơ địa của mình thì cơ địa bị nhiễm độc. Bên cạnh cơ địa nhiễm độc đó, cho nên nó biến cái gen của con người thành gen súc vật. Tin không? Tin chắc luôn điều này. Vấn đề thứ hai, tâm con người khi mà phế bỏ luân thường là hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ á, thì ẩn tỏ nói tám cái chữ này, hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ mà không giữ được thì con người này bằng với cầm thú. Bây giờ để hiếu để là không có nữa rồi đó. Con cái bây giờ là thôi bất hiếu cha mẹ và cái luân thường nó mất, cho nên tâm đã là cầm thú, thân ăn thịt súc sanh để biến gen thành cầm thú, thì con người này chết phải thành cầm thú. Cái này trong văn sao Ấn Tỏ có nói, nên lưu tâm chỗ này, dạy dỗ cho con cái. Nói với mọi người chỗ này là công đức vô lượng, vì ban cho họ cái hồng phúc, ban cho họ cái trường thọ mà, ban cho họ một cái không bệnh tật mà. Cái địa này thực sự nếu mà ra đời thì nhiều người có hữu ích, nếu họ có thiện căn họ làm được. Chúng tôi không tự nói, toàn bộ nói trong văn sao không. Văn sao thì tỏ ấn quang nó, nếu con người mình không giữ được luân thường, hiếu để chúng tính lễ nghĩa liêm sĩ thì bằng với cầm thú, thấp hơn cầm thú. Cầm thú nó không có lương tri, nó biết như mình mà nó lại không nói, mình không nói rồi mà con người biết được hiếu để chúng tính lễ nghĩa liêm sĩ mà đã vô liêm sĩ rồi, không biết hổ thẹn nữa thì bằng với cầm thú. Tâm đã bằng với cầm thú mà miệng ăn thịt súc sanh để biến gen con người thành gen súc sanh nữa thì cầm thú nhanh lắm. Cho nên hôm bữa thầy Minh nói đó, trời ơi, cái câu chuyện đó mà đến nỗi là cái cô đó là biến thành một cái con heo đang ở trong hòm luôn. Vừa chết rồi người ta thấy lọc cọc trong đó, mở ra cái là thấy ổng thành con heo, con người mà biến thành con heo luôn. Nó chưa có tâm thức biến hiện mà cả thân biến hiện luôn. Ghê. Do ông này ổng sát sanh, ổng hại vật, ổng giết heo nhiều quá. Chỗ này nghe dễ đụng chạm. Thịt làm miếng ngon, cho nên bây giờ đây người ta thấy cái con người của mình thích ăn thịt quá, cho nên quán nào cũng thịt, thích ăn cá nó quán nào cũng lẩu cá, lẩu tôm, lẩu cua, do con người sở thích, cho nên hình ra nó biến đổi được cái biến đổi cái cuộc sống của con người, biến cái gen ăn ăn thực vật, cái răng mình răng bằng này là ăn thực vật. Còn cái răng nhọn như con hổ, con cọp là nó ăn thịt. Còn cái ruột là ruột thẳng là nó ăn xong nó đi ra luôn là ruột súc vật, còn cái ruột mình dứt dắt là ăn loài thực vật chứ không phải động vật. Khoa học chứng minh mà mình lạm dụng, xưa bày nay làm cha mẹ mình ăn rồi bày ra rồi mình không có chịu khó. Không ạ? Rồi cuối cùng mình bệnh hoạn thọ mạng ngắn là đã biến gen hết. Biến gen từ trong tư tưởng súc vật mà biến gen từ nơi cơ thể của con súc vật đó luôn, cho nên mình không thọ. Bệnh rề rề. Nguy hiểm vô cùng. Đó. Trong này còn mấy lá thư hay lắm mà hết giờ rồi. 10 giờ 33 phút. 2 tiếng 3 phút. Có cái lá thư này có mấy hàng của cái anh bên Úc. Nghe chút xíu ha. Cái lá thư này của anh bên Úc. Anh kêu lúc trước mà anh tên Đức Thiện ở bên Melbourne. Anh lúc trước mà anh đi làm bánh mì ban đêm, anh nghe nhạc gì nó cũng buồn ngủ hết, rồi trong lòng bất an. Mà khi bây giờ ông niệm Phật, ông nghe Pháp chúng tôi suốt, tinh thần ông an, ông kể trong này hay. Có mấy dòng mà hay lắm, cảm động. Đó, nãy giờ nghe Pháp thấy trong người mình nó sẵn khoái khác không? Nên về nghe nữa này. Kéo trên YouTube xuống nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc lá thư của một Phật tử ở bên Úc, cung kính gửi lên sư phụ, xin đọc cho tất cả quý thầy và đại chúng cùng chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ kính bạch sư phụ, con là Đức Thiện, hiện đang ở Úc. Mấy hôm nay con trông chờ video mới của sư phụ hoài không thấy. Con cũng nghe lại video cũ. Này con nghe từ năm 2018, năm 2019.
Nay nghe đến năm 2020 rồi à. Trước đây khi chưa có duyên được nghe pháp của sư phụ, con toàn nghe nhạc trẻ, nhạc bolero, nhạc hoa đủ thứ, nhưng không thể làm con hết phiền não và tâm trạng mệt mỏi buồn ngủ. Vì con làm bánh mì từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng. Khi làm việc ban đêm, con rất buồn ngủ và khó chịu. Nhưng hôm nay mỗi ngày đi làm của con là một tâm trạng hân hoan trong đời đến tối để đi làm được nghe pháp của sư phụ. Tuy là nghe lại nhưng hữu ích lắm sư phụ ạ. Nghe pháp giúp con tỉnh táo, công việc trôi chảy, tay làm nhưng tâm trí con tập trung nghe được pháp của sư phụ, giúp cho con không phải suy nghĩ những việc phiền não bên ngoài. Con không biết người ta làm việc ban đêm 7 ngày trên 7 ngày có mệt hay uể oải hay không. Chứ lúc này con làm 7 ngày trên 7 ngày mà con còn thấy thích nữa. Vì đi làm mới có thời gian nghe được nhiều video của sư phụ giảng. Con cảm niệm công đức của sư phụ vô vàn. Từ giờ trở đi, con sống trong chánh pháp an lạc vô cùng. Con kính cảm ơn sư phụ nhiều. Con đức thiện ở Úc. Nam mô A Di Đà Phật. Anh chàng này thì có căn lành với Phật pháp. Lúc trước đi làm thì bước ra sợ ban đêm buồn ngủ, làm không được việc. Nghe nhạc kiểu gì cũng buồn ngủ. Anh kể lại, anh nói điện thoại chúng tôi, anh kêu sợ cái ban đêm cực kỳ mà không có cái giờ ban ngày làm. Bên Úc vất vả chứ không phải giỡn, bên nước ngoài kiếm được đồng tiền vất vả lắm. Cứ một tháng đều đặn là 400 đô, mỗi tháng đều đặn. Mà bây giờ vừa làm vừa nghe pháp, tinh thần sảng khoái, an vui, hân hoan. Thấy nghe pháp lợi ích không? Nghe để mình rõ lý, mà khi rõ lý rồi mình mới hành cái sự được. Cái gì cũng vậy, học bác sĩ cũng phải học qua bên cái việc gọi rằng lý thuyết rồi mới thực hành được. Phật pháp cũng vậy. Hồi nãy giờ quý vị ngồi thấy nó an vui không? An vui vô cùng. Đó là mình hưởng được cái pháp bảo. Thôi giờ mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
Mọi chi tiết xin liên hệ Pháp hội Niệm Phật A Di Đà, Chùa Quan Thế Âm, website www.vôlườngthọ.vn, địa chỉ thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0909 747474 74 hoặc 0933 447 312. Quý vị liên hữu đồng tu muốn thỉnh kinh mới có phẩm Phổ Môn, kinh A Di Đà và Ngũ Bách Danh hoặc các sách của Tổ sư Ấn Quang, xin liên hệ số điện thoại 0792 344 948, 0904 775 948. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: số 1, tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn; số tài khoản 0561 000 747474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; số 2, tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn; số tài khoản 1111747474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; số 3, tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn; số tài khoản 0500 1769 0393, ngân hàng Sacombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: Bank name John Stock, Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank, Lâm Đồng, France. Bank address: 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hòa Quan, Đà Lạt City, Lâm Đồng Province. Script code: BFTVVNVX056. Account no: 0561 370 747474. Name of account: Trần Văn Hơn. Địa chỉ Việt Nam: thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.